Y đạo quan đồ chương nhất châm. Chương 466, đạo môn huyền cơ 1. Kỳ kinh bát mạch tất cả đã đâm xong, Trương Dương chuyển đến trước người của An Ngữ Thần, một trường ngưng tụ toàn bộ nội lực chậm rãi đánh lên đan điền của An Ngữ Thần, nội lực của hắn giống như sông to nước lớn rót vào trong đan điền của An Ngữ Thần, từ đan điền của An Ngữ Thần mà đổ ra các kinh mạch đã được hắn dùng kim châm và nội thức đả thông, đây là thời khắc hung hiểm nhất, cũng là thời khắc mà An Ngữ Thần đau đớn nhất. Đôi mắt đẹp của An Ngữ Thần mở to ra, môi đã chảy ra một tia máu, cái mũi đáng yêu bởi vì đau đớn mà di chuyển liên tục. Trường phải của Trương Dương kề sát ngay cái bụng mềm mại trắng mịn của An Ngữ Thần, nhưng trong đầu lại không hề có bất kỳ ý niệm kiều diễm lãng mạn nào hết. Hắn cảm thấy nội lực bản thân nhanh chóng suy yếu xuống, tay trái liền rút kim châm ra, đâm vào huyện bách hội, nội lực suy yếu lại một lần nữa tăng vọt lên. An Ngữ Thần cảm thấy cơ thể giống như bị mạnh mẽ xé rách ra thành vô số phần. Đau đến mức chết đi sống lại, nhưng mà trong lúc đau đớn đến cực điểm, cô bắt đầu cảm giác được một tia ấm ám dễ chịu thoải mái đã lâu không gặp. Trương Dương chậm rãi thu hồi nội lực, hai tay vô lực chống xuống đất, suy yếu nói, mau, dựa theo phương pháp tôi chỉ dậy nhanh chóng ngồi xuống điều tức. An Ngữ Thần gật đầu, nhắm đôi mắt đẹp lại, dựa theo phương pháp điều tức mà Trương Dương dạy cho cô. Nội tức vận hành trong kinh mạch mà Trương Dương đã mạnh mẽ đả thông, vận hành một vòng đau đớn rồi chậm lại vài phần. Sau ba vòng chu thiên, An Ngữ Thần thở phào một hơi giống như là chút được gánh nặng vậy, chậm rãi mở mắt ra, thì thấy Trương Dương ngồi tựa trên tảng đá, hai mắt đang nhìn mình mà cười tủm tỉm. An Ngữ Thần lúc này mới ý thức được thân thể của mình vẫn đang lõa lồ, mặt ngọc không khỏi đỏ lên, vừa thẹn vừa giận nói, quay mặt đi. Lúc này Trương Dương chớp mắt một cái, phụt, phun ra một ngụm máu tươi, gục ngã xuống đất. An Ngữ Thần nhìn thấy được tình cảnh trước mắt sợ đến nỗi hét ầm lên. Vội vàng cầm lấy quần áo mặc vào. Lý Tín Nghĩa nghe thấy tiếng hét chói tai của cháu gái, cũng không quản trọng trách hộ pháp gì nữa, vội vàng bước vọt vào trong, thân thiết hỏi, con làm sao vậy? Audio điện tử Võ Tấn Bền. An Ngữ Thần vừa mặc cái áo sơ mi vào, rơi lệ đi đến trước mặt Trương Dương, ôm lấy hắn vào trong lòng, lớn tiếng khóc, nói, Trương Dương. Trương Dương, tỉnh lại, anh tỉnh lại. Lý Tín Nghĩa vội vàng nói, con đừng động vào hắn. Ông đi đến bên người Trương Dương, sờ sờ mạch môn của Trương Dương, hai hàng lông mày hoa dâm không khỏi ngưng kết lại một chỗ. Ông ta từ trong ngực của Trương Dương rút ra một cây châm, lại rút ra thêm một cây châm từ trên đỉnh đầu của hắn, thấp giọng nói, kim châm đâm huyệt. Không ngờ tên nhóc này cũng biết chiêu thức ấy. An Ngữ Thần Dương Dương nói, đạo trưởng, hắn thế nào? Lý Tín Nghĩa nói, tính mạng hẳn là không có vấn đề, chỉ là... Chỉ là thế nào? Lý Tín Nghĩa nói, hắn sẽ bệnh nặng một trận. Ông kêu An Ngữ Thần hỗ trợ nâng Trương Dương dậy, khoang chân ngồi phía sau Trương Dương, vận dụng nội lực, hai tay dán lên trên lưng của Trương Dương, nỗ lực đem nội lực rót vào trong cơ thể của Trương Dương trợ giúp khí tức của hắn ổn định lại. Chỉ là nội lực của ông vừa rót vào, liền cảm thấy được một cổ khí tức âm lãnh rót ngược vào trong kinh mạch của ông. Lý Tín Nghĩa không nhịn được dùng mình một cái, vội vàng rút tay về, môi phát xanh. Ông thầm than quỷ dị. Không dám tùy tiện hành công cho Trương Dương nữa, âm thầm điều tức một cái, sau khi xua tan đi hàn khí trên người, thì mới ôm lấy Trương Dương đặt lên trên tấm đệm. An Ngữ Thần lo lắng đến cực điểm, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hay là, còn cõng hắn xuống núi, tìm bệnh viện chữa bệnh cho hắn? Lý Tín Nghĩa lắc đầu nói, có thể cứu hắn chỉ có một mình hắn thôi. An Ngữ Thần cắn môi anh đào, nước mắt không ngừng rơi xuống. Lẽ nào chúng ta chỉ có thể mở to mắt ra mà nhìn, cái gì cũng không làm được sao? Lý Tín Nghĩa nói, yên tâm đi, hắn sẽ không chết, chỉ là chân khí bị mất, nghỉ ngơi một hồi thì sẽ tỉnh lại thôi. Trương Dương ngủ gần 15 tiếng đồng hồ, mãi cho đến 2 giờ sáng hừng đông hôm sau mới tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn thì thấy mình vẫn nằm trong hang đá, bên cạnh mọc lên một cái lửa trại, đôi mắt đẹp sưng đỏ của An Ngữ Thần đang nhìn hắn, thấy Trương Dương tỉnh lại, An Ngữ Thần vui mừng nói tỉnh, tỉnh. Hắn tỉnh rồi, có thể là do hưng phấn quá độ, cho nên thở gấp liên tục, vì thế té xỉu. Lý Tín Nghĩa nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh đứng dậy đi tới, đầu tiên là nhìn cháu gái trước một chút, biết cô ta chỉ là bởi vì mệt mỏi quá độ lại cộng thêm kích động quá độ cho nên mới ngất xỉu. Hẳn không có chuyện lớn gì, tiện tay điểm huyệt ngủ của cô, để cho An Ngữ Thần ngủ ngon một giấc. Trương Dương chậm rãi ngồi dậy, chỉ cảm thấy xương cốt tứ chi đau đớn như vỡ vụn. Lý Tín Nghĩa đỡ lấy vai của hắn. Giúp hắn tựa vào tường đá, cảm thán nói, lúc trước tôi chỉ thấy phương pháp kim châm đâm huyệt trong điển tịch mà thôi,
nhưng không ngờ trên đời này còn có người hiểu được nó. Trương Dương cười cười, không nói gì, không phải là hắn không muốn nói, chỉ là không có sức lực để nói. Kim châm đâm huyệt tuy kích phát tiềm lực của bản thân, nhưng mà lại gây thương tổn cực lớn đối với thân thể của hắn. Trương Đại Quan Nhân phát hiện ra, mỗi khi công lực của mình gần khôi phục lại hoàn toàn, thì sẽ gặp phải rắc rối, lần này bị thương nặng như vậy không biết phải mất bao lâu mới có thể khôi phục lại. Lý Tín Nghĩa mang trà nóng đến cho Trương Dương tiếp nhận lấy chén trà lớn, uống cạn nó một hơi, cảm thấy tinh lực khôi phục lại một ít, thở ra một hơi nói có thể sống được là may mắn. Lý Tín Nghĩa nói, tôi đã tra xét kinh mạch của tiểu yêu, cậu sử dụng nội lực truyền vào kim châm, đả thông kinh mạch của nó, công lực như vậy trong thời đại này đã không ai có thể làm được. Trương Dương nói, chỉ tiếc là kế tạm thời, không bao lâu sau thì kinh mạch của cô ấy sẽ lại gặp phải bế tắc, giống như tôi đào ra một đường sông, chỉ là nước bùn mỗi năm liên tục sinh trưởng, không bao lâu sau, đường sông lại một lần nữa chìm xuống. Lý Tín Nghĩa nói, không có cậu, tiểu yêu chỉ sợ là đã chết rồi. Trương Dương nói, chúng tôi gặp nhau là một loại duyên phận, thân là sư phụ của cô ấy, cứu cô ấy là trách nhiệm của tôi đã đáp ứng với An Lão, sẽ đem hết toàn lực cứu cô ấy. Lý Tín Nghĩa gật đầu, thấp giọng nói, thuật kim châm đâm huyệt gây tổn thương rất lớn đến cơ thể, kinh mạch của cậu bị thương tổn nghiêm trọng, muốn khôi phục cũng cần một khoảng thời gian tương đối lâu, nếu như trong khoảng thời gian này, tiểu yêu không may phát bệnh. Trương Dương nói, cho nên chúng ta chỉ có thể cầu khẩn ông trời, để cho thời gian phát bệnh tiếp theo của cô ấy kéo dài một chút, làm cho tôi đủ thời gian khôi phục lại. Lý Tín Nghĩa nói, hồi nãy tôi muốn trợ giúp cậu điều hòa khí huyết, lại bị một cổ khí lưu cực hàn đánh ngược lại. Nội tức trong thân thể của cậu hỗn loạn đến cực điểm, nếu như một lần nữa sử dụng kim châm đâm huyệt, chỉ sợ là khó qua được cửa tẩu hỏa nhập ma. Chương 466, Đạo môn huyền cơ 2. Trương Dương biết rõ lời nói của Lý Tín Nghĩa đều là đúng với tình hình thực tế, trước đó hắn sử dụng kim châm đâm huyệt để cứu chữa cho Văn Linh cũng đã làm cho kinh mạch bị tổn thương lớn, lần này vì cứu chữa cho An Ngữ Thần nên làm cho kinh mạch của hắn bị tổn thương, họa vô đơn chí. Lại còn có thêm một tai họa ngầm âm sát tu la trưởng nữa chứ. Phương pháp sử dụng nội lực nóng lạnh luân phiên có thể đả thông kinh mạch cho An Ngữ Thần, nhưng mà đối với người thực hiện là hắn mà nói, thì thương tổn phải gánh chịu cũng rất lớn. Trương Dương cười nói, tôi nghỉ ngơi một thời gian, hẳn là có thể hồi phục lại, lời này ngay cả bản thân hắn cũng không tin tưởng, lần này bị thương rất nặng, muốn khôi phục hoàn toàn chẳng biết là vào năm nào tháng nào nữa. Lý Tín Nghĩa nói, kinh mạch của tiểu yêu là tiên thiên khuyết hãm khuyết điểm trời sinh, tất cả con gái của An gia đều có loại bệnh này, ngoại trừ tiểu yêu may mắn gặp phải cậu và được cậu trợ giúp đả thông kinh mạch ra, thì tất cả những đứa con gái khác đều đã chết. Trương Dương gật đầu, chuyện này hắn có nghe An Lão nói qua. Lý Tín Nghĩa nói, từ sau khi tôi biết chuyện này tôi cũng đã nghiên cứu qua nhiều phương pháp, mong rằng có thể tìm được phương pháp giải quyết, ông dừng lại một chút, nói tiếp, lúc đầu tôi cũng cho rằng, chỉ cần dùng nội lực mạnh mẽ đả thông kinh mạch là có thể trị hết bệnh tật của nó, nhưng mà lại nghĩ trên đời này không có ai có thực lực mạnh mẽ như vậy. Bây giờ xem ra tuy rằng cậu có thực lực như vậy, nhưng mà phương pháp cũng không thể trừ được tai họa ngầm một cách tận gốc. Tôi cuối cùng đã rõ ràng, khuyết hãm của tiên thiên khó mà dùng phương pháp của hậu thiên để chữa trị. Trương Dương không hiểu được lời nói của Lý Tín Nghĩa, dựa theo ý của ông ta thì An Ngữ Thần chẳng phải là không cách nào cứu được sao? Lý Tín Nghĩa nói, cậu dùng nội lực mạnh mẽ đả thông kinh mạch của nó, có thể giảm bớt được một chút, nhưng không thể diệt trừ tận gốc hoàn toàn, muốn trị tận gốc thì chỉ có một cách duy nhất, chính là từng bước xây dựng hồi phục lại toàn bộ kinh mạch trong cơ thể của nó. Trương Dương không rõ ý tứ của Lý Tín Nghĩa, hắn thấp giọng nói, đạo trưởng Lý có thể nói rõ một chút được không? Lý Tín Nghĩa nói, cậu còn nhớ lần trước chúng ta đào được một cái hộp sát trong Tử Hà Quan không? Trương Dương gật đầu. Hắn vẫn còn nhớ như in chuyện lần đó, lúc đó hắn có cảm giác tò mò sâu sắc về cái hộp, nhưng mà lão đạo sĩ lại coi nó như bảo bối và giấu đi, làm một trong những người đứng xem, hắn đương nhiên là không thể hỏi được. Lý Tín Nghĩa nói, trong truyền thuyết của đạo môn chúng tôi có một loại tiên thiên công, người bình thường tu luyện tiên thiên công phải giữ thân đồng tử, đem công lực chia làm cửu trọng, sau khi luyện thành, có thể đả thông nhâm đốc hai mạch, mà còn có thể nghịch chuyển kinh mạch tùy tâm sở dục. Trương Dương nói, tôi cũng nghe qua loại công pháp này, nhưng mà trong đạo môn hình như không nghe nói có ai luyện thành qua. Lý Tín Nghĩa nói, người tu luyện tiên thiên công trong đạo môn cũng là người trước ngã người sau tiếp bước, tôi cũng không nghe nói là có ai luyện được. Người luyện thành, rốt cục là cần cái nguyên nhân gì, khi tôi mở cái hộp sắt ra, mới hiểu được đạo lý bên trong.
Trương Dương tràn ngập tò mò hỏi, trong hộp sắt là tiên thiên công. Lý Tín Nghĩa lắc đầu nói, trong hộp sắt tuy rằng không phải là tiên thiên công, nhưng mà lại có quan hệ vô cùng mật thiết với tiên thiên công. Trương Dương nói, rốt cục là thứ gì? Lý Tín Nghĩa lấy từ trong lòng ra một đồ phổ cuộn tranh vẽ ngày xưa, trên đồ phổ có vài dòng chữ đã không còn rõ ràng. Lý Tín Nghĩa nói, thiên đại âm dương, vạn sự vạn vật đều có đạo lý, ông mở bức tranh thứ nhất ra, chính là hình vẽ về nam nữ giao hoan. Trương đại quan nhân trừng to mắt ra, lão đạo sĩ cất giấu, xuân cung đồ, nhưng mà hắn lập tức thấy không đúng, Lý Tín Nghĩa hẳn là không buồn chán như vậy. Lý Tín Nghĩa nói, đông đảo người trong đạo môn tu luyện tiên thiên công, nhưng không có một ai thành công cả, nguyên nhân chính là, đa số một người không phải là tư liệu tu luyện, người tu luyện tiên thiên công phải bắt đầu tu luyện từ trong cơ thể mẹ, nói cách khác, mẹ của người đó khi mang thai thì bắt đầu tu luyện, có căn cơ nhất định, mang thai 10 tháng, huyết mạch tương liên. Khí tức tương thông, người khác tu luyện từ lúc còn nhỏ, còn người tu luyện tiên thiên công thì tu luyện từ lúc mang thai. Trương Dương gật đầu, tiên thiên công mà lão đạo sĩ nói nửa ngày, cũng không biết là có liên quan gì đến bệnh trạng của An Ngữ Thần. Lý Tín Nghĩa nói, muốn trị tận gốc bệnh của tiểu yêu, thì nhất định phải làm ra một huyết mạch mới trong cơ thể, biện pháp duy nhất chính là làm cho nó có thai. Vừa nghe Lý Tín Nghĩa nói thì có vẻ giống như là đang mơ mộng giữa ban ngày, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại thì. Lời nói của ông ta rất có đạo lý, phụ nữ khi mang thai, thì sẽ cùng bào thai có huyết mạch tương liên, vô số huyết mạch mới thai nghén cho sinh mạng mới, đối với người khác mà nói thì rất là bình thường đến tầm thường, nhưng mà đối với An Ngữ Thần trời sinh tuyệt mạch mà nói, thì lại là một cơ hội cực lớn. Trương Dương nhắm hai mắt lại thấp giọng nói, ông nói là kêu tiểu yêu mau chóng kết hôn và sinh con thì mới có đường sống sao. Lý Tín Nghĩa nói, thể chất của nó khác người, cho nên đối tượng kết hôn cũng cực kỳ hà khắc. Ông giao đồ phổ lại cho Trương Dương, nói, đây là thuật song tu của đạo gia, mong rằng có thể trợ giúp cho tiểu yêu, cậu giúp tôi giao cho nó. Trương đại quan nhân cười khổ nói, vì sao ông không giao cho cô ấy? Lý Tín Nghĩa nói, tôi không thích hợp. Trong lòng Trương đại quan nhân nói, chắc tôi thích hợp à? Tốt xấu gì tôi cũng mang danh hiệu của một sư phụ vậy. Lý Tín Nghĩa nói, có thể cứu được nó hay không, chỉ có thể dựa vào duyên số của tạo hóa. Ông nhìn khuôn mặt tái nhợt của đứa cháu gái, thản nhiên tức giận nói, đứa nhỏ này rất đáng thương, mong rằng nó có thể tìm được hạnh phúc của mình, lão đạo sĩ nói xong liền đứng dậy rời khỏi động. Trương Dương đem đồ phổ đặt xuống một bên, khoanh chân ngồi dậy, bắt đầu điều tức, ổn định nội lực tán loạn trong cơ thể. Lần tổn thương kinh mạch này thậm chí là còn trầm trọng hơn lần cứu chữa Văn Linh lúc trước nữa. Trong lòng Trương Dương âm thầm kêu khổ, xem ra cần có một khoảng thời gian không thể sử dụng nội tức. An Ngữ Thần tỉnh lại, thấy ánh mặt trời từ cái lỗ trên đỉnh hang đá chiếu xuống, bây giờ hẳn đã là giữa trưa ngày hôm sau rồi. Trương Dương ngồi khoanh chân bên cạnh cô, vẫn không nhúc nhích, giống như là nhập định vậy, An Ngữ Thần lo lắng vươn tay qua, dò xét hơi thở của hắn, sau khi xác định là hô hấp của hắn vẫn đều đều, thì mới yên lòng lại, ánh mắt rơi vào đồ phổ bên cạnh Trương Dương, đưa tay qua cầm lấy, vừa nhìn thấy được nội dung bên trong. Mặt ngọc không khỏi đỏ đến mang tai, trong lòng thầm mắng ra mặt của Trương Dương cũng đủ dậy, ngay cả thứ này cũng cất giấu. Nhưng trùng hợp là lúc này Trương Dương lại mở mắt ra. Ánh mắt của An Ngữ Thần nhìn thấy hắn liền sợ hãi hét lên một tiếng. Trương Dương thấy đồ phổ trong tay của cô, cũng có chút xấu hổ, ho khan một tiếng, nói, lão đạo sĩ tặng cho cô, dặn là khi nào kết hôn thì lấy ra đọc. Mặt cười của An Ngữ Thần càng đỏ hơn nữa. Nhẹ giọng nói, ông là một người xuất gia, sao có thể không đứng đắn như vậy được? Chương 466, Đạo Môn Huyền Cơ 3. Đáng thương cho lão đạo sĩ Lý Tín Nghĩa vẫn chưa biết mình đã bị Trương Dương bán đứng một cách sạch sẽ, lúc An Ngữ Thần cùng Trương Dương rời khỏi hang đá, ánh mắt ngượng ngùng nhìn thẳng ông, lão đạo sĩ còn tưởng rằng vì chuyện Trương Dương chữa thương cho, nên nha đầu này mới có chút xấu hổ. Rời khỏi Tử Hà Quan, An Ngữ Thần mới thở phào một hơi. Ném đồ phổ ấy cho Trương Dương, anh giữ đi, tôi không có hứng thú với thứ này. Trương Dương cười nói, đây là di vật lịch sử đó, ít nhất cũng có mấy ngàn năm tuổi, long hổ báo thì không ngạc nhiên, nhưng mà long hổ báo cổ đại thì rất chân quý. An Ngữ Thần nói, tôi mới không thèm. Trương Dương thấy cô không muốn, đành phải giữ lấy cái đồ phổ này, trong lòng lại suy nghĩ động cơ của lão đạo sĩ khi kêu mình giao cái đồ phổ này cho An Ngữ Thần, Lý Tín Nghĩa nói với hắn cả nửa ngày về tiên thiên công. Trương Dương cũng nghe ra một ít đạo lý, chỉ là đến cuối cùng có tác dụng hay không, còn cần hắn cẩn thận nghiên cứu, nhưng mà cái thứ này cũng nghiên cứu không ra manh mối,
bởi vì rốt cục là phải tìm ai để thực tiễn. An Ngữ Thần xưa nay rộng lượng bởi vì lần chữa thương này mà đã trở nên xấu hổ rất nhiều, dù sao thì thân thể của cô cũng đã để cho Trương Dương nhìn thấy một lần. Trương Dương thì rất bình thản ung dung, nhưng mà thể lực của hắn rõ ràng đã giảm xuống rất nhiều, đi được nửa sườn núi thì mệt không tả nổi, đặt mông ngồi xuống một tảng đá ven đường, thở hổn hển nói, không được, đi không nổi nữa. An Ngữ Thần nhìn biểu tình mệt mỏi của Trương Dương, trong lòng cảm động không gì sánh được, nếu như không phải vì chữa thương cho mình, Trương Dương sẽ không bị hao tổn công lực lớn như vậy, suy yếu thành cái dạng này. Cô rút khăn tay lau mồ hôi trên trán cho Trương Dương, mở một chai nước khoáng đưa đến tay của Trương Dương, uống nước đi, chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi đi. Trương Dương uống nước, cười nói, đồ đệ ngoan, thật hiếu thuận. An Ngữ Thần trừng mắt nhìn hắn, nói, anh bất cậy già lên mặt với tôi đi. Cái chức sư phụ này tôi đã sớm không muốn nhận rồi. Trương Dương thở hổn hển một hơi, nói, không nhận tôi là sư phụ, vậy cô muốn nhận tôi là gì? An Ngữ Thần cắn cắn môi anh đào, không biết trả lời câu hỏi này của hắn như thế nào, mất nửa ngày sau mới lên tiếng nói, hay là tôi gọi anh là sư ca đi. Trương Đại Quan Nhân nói, vì sao chứ? Bối phận không thể nói sửa là sửa, thế sao không thấy cô sửa thành gọi anh yêu luôn đi? An Ngữ Thần tức giận đến đỏ cả mặt cười, nói cho anh một chút ánh sáng anh liền rực rỡ lên, tôi không phải là thấy tuổi tác của hai chúng ta kém nhau không lớn, gọi sư phụ thì không phải là làm cho anh già hơn sao? Cô gái nhỏ này đúng là biết cưỡng từ đoạt lý ghê. Trương Dương cười nói, tôi không sợ, đàn ông càng già càng có mùi vị. Còn chưa nói xong, thì đã bị ho khan kịch liệt đến nỗi nước mắt cũng tràn ra. An Ngữ Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng cho hắn. Trương Dương lấy lại nhịp thở, nói, nhà đầu, chờ ngày tôi già rồi, cô còn có thể hiếu kính tôi như vậy không? An Ngữ Thần nói, chỉ sợ là tôi không thấy được lúc anh già, trong lời nói có rất nhiều cảm xúc, cô biết sinh mạng của mình có hạn, lần này Trương Dương đã mạo hiểm cực lớn vượt qua nguy hiểm để cứu mình, cô thấy rõ ràng trong mắt, Trương Dương hầu như là đem cả sinh mạng của hắn ra để thử, An Ngữ Thần lặng lẽ hạ quyết tâm, không để cho Trương Dương mạo hiểm vì mình một lần nữa. Hai người cứ đi một chút rồi lại dừng, lúc đi đến chân núi đã là hoàng hôn rồi, Trương Dương tuy rằng ngoài miệng vẫn có thể nói giỡn cười đùa, nhưng mà bước chân mệt mỏi, rõ ràng là không còn chút sức lực, An Ngữ Thần cũng mới vừa khỏe bệnh lại một chút, hai người cùng lên xe tải của Trương Dương, vốn muốn quay về Giang Thành, nhưng mà Trương Dương lại mệt mỏi nói tối nay đến nhà tôi đi, cũng mấy hôm rồi tôi không gặp mẹ tôi. Nhắc đến mẹ của Trương Dương, An Ngữ Thần không khỏi có chút chột dạ. Ấn tượng đầu tiên mà cô cho bà ta quả thật quá kém, cô nhỏ giọng nói, hay là, chúng ta trở về luôn đi. Trương Dương cười nói, cô có vẻ sợ gặp mẹ tôi nhỉ, cô sợ cái gì? Cô là đồ đệ của tôi chứ đâu phải là vợ tôi đâu. An Ngữ Thần nói, lúc đầu cũng là do anh làm hại, trong lòng bà chỉ sợ là đã coi tôi như là tiểu thái muội rồi. Gái giang hồ. Trương Dương cười lắc đầu nói, không có chuyện đó đâu, mẹ của tôi rất lương thiện, mẹ sẽ không để ý mấy chuyện này đâu. Trương Dương gọi điện thoại cho mẹ, nói là tối nay sẽ về nhà. An Ngữ Thần thấy Trương Dương đã nói vậy, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, cô cũng chủ động giành trách nhiệm lái xe. Thân thể của Từ Lập Hoa đã hoàn toàn khôi phục, nghe nói con trai trở về, vội vàng đi chuẩn bị cơm nước, Triệu Thiết Sinh và hai đứa con đều trở về, căn nhà to như vậy chỉ còn lại một mình Từ Lập Hoa ở. Lúc Trương Dương và An Ngữ Thần đi vào sân, đã nghe thấy mùi thơm của canh gà. Trương Dương ngửi mà chảy cả nước miếng ra, mẹ. Nấu canh gà à? Từ Lập Hoa từ trong phòng bếp đi ra, thấy An Ngữ Thần, lập tức đứng hình trong vòng một giây, nhưng sau đó vẫn mỉm cười đi đến, An Tiểu Thư đến. An Ngữ Thần điềm nhiên nói, chào bác gái. Trương Đại Quan Nhân nhíu nhíu mày, này nha đầu kia, lại loạn thân phận à? Tôi là sư phụ của cô gặp mẹ của tôi thì phải gọi là bà đấy. Từ Lập Hoa cười nói, thằng nhóc con chỉ biết nói bậy. Làm gì có sư phụ nào trẻ tuổi như vậy chứ? An Tiểu Thư đừng để ý đến nó, thằng nhóc này chỉ thích nói bậy thôi. An Ngữ Thần cười nói, bác gái, con quen rồi, hắn bình thường cũng luôn ăn hiếp con. Tốc độ nhập vai của cô phải nói là thật sự rất nhanh. Thân thể của Trương Dương đang suy yếu, sợ bị mẹ nhìn ra cái gì đó, cho nên hắn đi ra ngoài ghế đá dưới gốc cây hòe mà ngồi. An Ngữ Thần thì ân cần đến phòng bếp hỗ trợ. Cô đang cố gắng làm thay đổi ấn tượng trước kia của mình với Từ Lập Hoa. Từ Lập Hoa nói, An Tiểu Thư, cô đừng làm, ra ngoài sân nói chuyện với Tam Nhi đi, tôi chuẩn bị xong hết rồi. An Ngữ Thần nói, bác gái,
canh gà của bác nấu thật là thơm, dạy cho con học một chút đi. Từ Lập Hoa cười nói, cô là Thiên Kim tiểu thư, loại chuyện này còn cần cô tự mình làm sao? An Ngữ Thần nói, đều nói con gái đi ra khỏi phòng lớn là xuống phòng bếp, con cũng cảm thấy hứng thú với nấu nướng. Từ Lập Hoa rõ ràng cũng cảm nhận được An Ngữ Thần đã thay đổi rất nhiều. Có lẽ là do tổn hao quá độ, cho nên tối hôm nay Trương Dương ăn rất nhiều cơm, ăn đến hai tô cơm lớn, vừa ăn vừa uống, ngay cả An Ngữ Thần cũng phải xuống giúp nấu một tay, cái này khiến cho Từ Lập Hoa có chút ngượng ngùng. Trong ấn tượng của bà thì An Ngữ Thần là một thiên kim tiểu thư đến từ Hong Kong, tình cảnh lần đầu tiên gặp mặt vẫn còn mới mẻ, chỉ là đứa con gái này bây giờ giống như thay đổi thành một người khác vậy. Từ Lập Hoa dù sao cũng là người từng trải, bà biết một đứa con gái mà có thay đổi lớn như vậy. Thường thường chỉ có một nguyên nhân mà thôi. Chương 466, Đạo Môn Huyền Cơ 4. Sau khi cơm nước xong, An Ngữ Thần còn dành làm một việc mà từ trước đến giờ cô chưa từng làm, rửa chén. Từ Lập Hoa đi pha trà, rồi cùng con trai ngồi ở cái bàn đá cạnh cửa, nhẹ giọng nói, An tiểu thư hình như đã thay đổi rất nhiều. Trương Dương cười nói, cô ta vẫn là vậy thôi, nội tâm rất tốt, chỉ là tính tình quật cường. Từ Lập Hoa nói, hai đứa. Trương Dương biết mẹ muốn nói đến vấn đề gì, hắn cười nói, tiểu yêu là đồ đệ của con. Từ Lập Hoa nhỏ giọng nói, con coi cô ấy là đồ đệ, nhưng cô ta chưa chắc đã coi con là sư phụ. Trương Dương cười nói, mẹ lại lo lắng lung tung rồi, lời này nói với người khác có thể là sai, chỉ là trên người của Trương Dương thì quả thật là chuẩn không cần chỉnh. Từ Lập Hoa chính là lo lắng lung tung rồi, bà ta nói thế nào cũng không nghĩ ra rằng đứa con trai đang ngồi trước mặt mình thật ra đã sớm biến thành thần y đại tùy Trương Nhất Châm rồi. Từ Lập Hoa nói, mẹ thật sự là không hiểu nổi, mấy đứa con gái xuất sắc như vậy, tại sao lại đều coi trọng một tiểu tử thối như con. Trương Dương nói, mẹ cũng không thể nào chà đạp con trai của mình được. Từ Lập Hoa nói, mẹ sợ con có lỗi với người ta, những đứa con gái bên cạnh con đều là những cô gái tốt đi ngàn dặm mới tìm thấy được, nhưng mà một cái chìa khóa chỉ có thể mở được một cái ổ khóa, chuyện tình cảm không thể nào hồ đồ được. Trương Dương cười nói, nếu như là cái chìa khóa vạn năng thì sao? Từ Lập Hoa nói, lại nói bậy. Trong phòng bếp truyền ra mấy tiếng, beng, Từ Lập Hoa và Trương Dương liếc mắt nhìn nhau, không khỏi lộ ra nụ cười khổ, An Ngữ Thần khiếp sợ đi từ trong phòng bếp ra, bác gái, xin lỗi, con không cẩn thận làm vỡ mấy cái chén rồi. An Ngữ Thần và Trương Dương ngồi trên sân thượng không che trên tầng 2, nhìn trăng sáng của trời đêm, nghe tiếng nỉ non của côn trùng, An Ngữ Thần nói, mẹ của anh đối với anh thật tốt. Trương Dương cười nói, trên đời này có người mẹ nào không yêu thương con cái của mình chứ? An Ngữ Thần nói, ngay cả hình dạng mẹ tôi thế nào tôi cũng không nhớ rõ. Trương Dương mỉm cười nói, mỗi người đều có bất hạnh riêng của mình, từ nhỏ tôi đã không thấy được mặt cha ruột rồi, không hề có chút ấn tượng về ông, nhưng tôi còn có một người mẹ quan tâm yêu thương tôi, còn cô, tuy rằng cô đã mất mẹ từ sớm, nhưng đổi lại cô có cha, có ông nội quan tâm cô, trong lúc cô oán giận cuộc sống bất công, thì cô hẳn là nên suy nghĩ một chút, trên đời này còn có rất nhiều người không may hơn cả cô. An Ngữ Thần nói, lúc trước tôi không chỉ một lần oán giận cuộc sống bất công, nhưng từ sau khi ông nội đi rồi, tôi đã thôi không còn oán giận nữa, tôi bắt đầu cảm ơn cuộc sống. Trương Dương nói, cảm ơn cái gì? Đôi mắt long lanh của An Ngữ Thần nhìn Trương Dương, nói cảm ơn trời xanh đã cho tôi gặp anh, nếu như không phải là anh, thì tôi căn bản là không sống đến bây giờ. Trương Dương cười nói, con người cái quan trọng nhất chính là tuân thủ lời hứa, tôi đã hứa với ông nội cô, cho nên tôi nhất định sẽ cùng khả năng lớn nhất của mình để cứu cô. An Ngữ Thần nói, chỉ là vì ông nội tôi. Trương Dương sửng sốt, sau một hồi mới nói, miệng của tôi thì lúc nào cũng gọi cô là đồ đệ, nhưng trong lòng đã xem cô trở thành bạn tốt nhất, mỗi lần tôi gặp phải phiền phức, cô luôn là người đầu tiên đứng ra phía trước, mỗi lần lúc tôi gặp rủi ro, thì cô giúp tôi mà không tiếc cả mạng sống, bạn bè có nghĩa khí như vậy trừ cô ra tôi đúng là không tìm được. An Ngữ Thần lộ ra một biểu tình thiếu chút nữa đã thành nụ cười, cô nhẹ giọng nói, cảm ơn anh đã coi tôi là bạn. Thật ra trong lòng tôi, anh là bạn tốt nhất của tôi, càng là người thân của tôi, ông nội đi rồi, tôi giống như đã mất toàn bộ thế giới, tôi thậm chí nghĩ đến việc đi tự tử, nhưng đến cuối cùng tôi phát hiện ra trên đời này còn có chuyện đáng để tôi lưu luyến, có một người bạn như anh, nếu như tôi chết rồi thì anh nhất định sẽ rất đau lòng. Trương Dương gật đầu nói, tôi nỗ lực nhiều như vậy, chính là vì chữa tốt cho cô, nếu như cô mà chết, chẳng phải làm cho tôi bị uổng phí cực khổ sao? Cho dù là đuổi xuống dưới cửu tuyền, tôi cũng sẽ kéo cô trở về để tính sổ.
An Ngữ Thần cười nói, cho nên mạng của tôi đã không còn là của tôi nữa, tôi sẽ quý trọng, tôi sẽ không để cho cực khổ của anh bị uổng phí, càng không muốn sau khi chết không được bình an. Trương Dương nói, tôi nói nhà đầu này, có thể đừng nói mấy cái chuyện tự tử được không, tôi thấy sống rất tốt, có một ngày khi tôi già, còn chờ cô đến hiếu kính tôi nữa. An Ngữ Thần nói, tôi sẽ sống thật tốt, tôi còn có nhiều chỗ chưa đi qua, tôi muốn thừa dịp này đi cho biết, phải đi đến từng ngõ ngách của thế giới, tôi còn muốn đến Tây Tạng, muốn leo lên đỉnh núi ngắm phong cảnh nữa, nếu như có một ngày tôi thật sự chết đi, tôi tình nguyện chết trên đỉnh băng Everest, vĩnh viễn bị đóng băng trên đó, tôi rất thích trưng diện. Tôi không muốn biến thành một bộ xương trắng xấu xí đâu, nói đến đây, sóng mũi của An Ngữ Thần xót lên, vành mắt đột nhiên đỏ, cô sợ Trương Dương nhìn thấy hình dạng của mình. Vội vàng ngẩng đầu lên, hai giọt nước mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng dưới ánh trăng sáng nổi lên tia sáng đau khổ. Trương Dương cũng thấy rất rõ, chỉ là không biết làm sao để an ủi cô, chỉ có thể giả bộ như không thấy gì cả, hắn thấp giọng nói, có thời gian, tôi nhất định sẽ cùng cô lên đỉnh núi. Dưới lầu bỗng nhiên truyền đến tiếng ho khan của Từ Lập Hoa, Trương Dương và An Ngữ Thần nhìn nhau, không khỏi nở nụ cười, An Ngữ Thần đứng dậy nói, nghỉ ngơi sớm một chút, tôi đi xuống dưới. Trương Dương gật đầu, mẹ đang nhắc nhở hắn phải giữ cự ly thích hợp, lão nhân gia luôn có ý tốt mà. Thân thể của Trương Dương thì không phải nghỉ ngơi một đêm là có thể hồi phục lại như xưa, ngày hôm sau hắn đột nhiên phát sốt, kinh mạch trong cơ thể mơ hồ có dấu hiệu xung đột, hắn sợ mẹ lo lắng. Cắn răng chịu đựng ngồi dậy khỏi giường, sáng sớm đã cùng An Ngữ Thần rời khỏi Xuân Dương, vừa leo lên xe tải ra, Trương Dương đã ngã gục xuống ghế. An Ngữ Thần nhìn thấy hắn có vẻ không đúng, liền đưa tay sờ lên trán của hắn, thất kinh nói, thật nóng. Trương Dương nói, lái xe đi, nhanh chóng trở về Giang Thành, ngàn vạn lần đừng để mẹ của tôi nhìn thấy. An Ngữ Thần gật đầu, cố nén sự kinh hoàng trong lòng, lái xe đưa Trương Dương trở về Giang Thành. Giữa đường thì Trương Dương đã bị sốt đến mơ hồ, mệt mỏi ngủ gục đi, chờ khi hắn tỉnh lại thì phát hiện ra mình đã được đưa đến chỗ của Vu Tử Lương, trên tay còn đang được truyền nước biển. Vu Tử Lương thấy hắn tỉnh dậy, liền vươn ngón tay ra vạch mi mắt của hắn lên, dùng đèn pin kiểm tra phản xạ nhãn cầu của hắn một chút. Trương Dương nói, sao tôi lại ở đây? Chương 466, Đạo Môn Huyền Cơ 5. Vu Tử Lương nói, An Tiểu Thư đưa cậu đến đây. Lúc đến thì nhiệt độ cơ thể là 40 độ, còn nói sảng liên tục. Trương đại quan nhân có chút chột dạ, nói tôi không có nói cái gì chứ. Nếu thật sự nói ra những cái không nên nói, vậy thì lần này đúng là tiêu rồi. Vu Tử Lương nói, không có nói cái gì cả, chỉ là gọi tên mà thôi, trí nhớ thật không tồi, tất cả những cô gái mà cậu quen biết trên cơ bản đều được cậu ân cần hỏi thăm một lần. Trương Dương đỏ mặt nói, cái đó, sốt hồ đồ thôi. Vu Tử Lương cười nói, không tính là hồ đồ được, bởi vì không nghe thấy cậu gọi tên của một người đàn ông nào cả, tôi đã ghi âm lại cho cậu có muốn nghe không? Trương đại quan nhân trợn tròn hai mắt lên, tôi nói bác sĩ Vu này, ông không thể làm như vậy được, ông xâm phạm đời tư của tôi. Vu Tử Lương cười ha hả nói giỡn với cậu, mà cậu lại tin là thật. Trương Dương muốn ngồi dậy, Vu Tử Lương đã ngăn cản hai vai của hắn lại, nói cậu thành thật nằm đó cho tôi. Vừa mới hết sốt xong, đừng có gây thêm phiền phức nữa. Trương Dương cười khổ nói, tôi bị bệnh gì? Thật ra trong lòng hắn biết rất rõ ràng, hắn căn bản là bị tổn hao nội lực quá độ khiến cho bệnh trạng bùng phát mà thôi. Vu Tử Lương nói, tôi không biết, phương pháp trị liệu cho cậu chỉ là trị liệu đối chứng mà thôi, bệnh của mình tự mình biết, tôi tuyên bố với bên ngoài là cậu làm việc quá mệt mỏi cho nên bị bệnh, nghỉ ngơi tại chỗ của tôi vài ngày đi. Trương Dương cũng tương đối tin tưởng Vu Tử Lương. Với trạng thái của hắn hiện nay đúng là không cách nào làm việc được cả, nhìn ra ngoài cửa sổ đã buổi trưa rồi, Trương Dương nói tôi rốt cục đã ngủ bao lâu. Vu Tử Lương nói, 3-4 tiếng gì đó. Trương Dương nói, điện thoại của tôi đâu, gọi điện cho ban chỉ huy một chút. Vu Tử Lương nói, An Tiểu Thư đã nói giúp cậu rồi, điện thoại của cậu cũng bị cô ấy tắt dùm, để trong ngăn kéo, sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cậu. Trương Dương mở ngăn kéo ra lấy điện thoại di động. Đang chuẩn bị gọi điện thì nhìn thấy chủ nhiệm nhân đại Triệu Dương Lâm và thị trưởng thành phố Phong Trạch Tôn Đông Cường cùng nhau đến, Trương Dương vội vàng muốn ngồi dậy, Tôn Đông Cường xông đến đỡ lấy hắn, thân thiết nói, nằm, nghỉ ngơi thật tốt đi. Trương Dương cười nói, tôi chỉ bị một chút phong hàn, không có bệnh nặng gì, chủ nhiệm Trương, thị trưởng Tôn, hai người bận rộn công tác như vậy mà còn đặc biệt đến thăm tôi. Triệu Dương Lâm làm ra hình dạng cảm động,
nắm lấy tay của Trương Dương nói, Tiểu Trương, thật sự là khổ cực cho cậu, từ khi chủ bị xây dựng sân bay đến giờ, cậu cũng chưa được nghỉ ngơi tốt, cái này là cậu vì công tác mà bệnh. Ông quay lại nói với con rể Tôn Đông Cường, tôi đã sớm nói qua, các cán bộ trẻ tuổi cần phải lấy Trương Dương làm mẫu, học tâm tinh thần kính dâng không cầu lợi của hắn. Tôn Đông Cường nói, trên người của Trương Dương quả thật có rất nhiều chỗ đáng để chúng tôi học tập, trở về tôi dự định làm một báo cáo về sự tích hoạt động tiên tiến của đồng chí Trương Dương cho toàn bộ phong trạch học tập. Trương Dương nghe đến đó vội vã xua tay nói, đừng khách khí, đem tôi vào chỗ phản diện thì có thể phục chúng, nếu như để tôi làm mẫu, thì Giang Thành chúng ta không thành ổ trộm cướp là hay rồi đó. Hơn nữa, báo cáo học tập sự tích tiên tiến là điểm xấu, con người của tôi có đôi khi rất là mê tín, người khi còn sống, không muốn đưa báo cáo thành tích gì cả. Triệu Dương Lâm và Tôn Đông Cường đều nở nụ cười. Triệu Dương Lâm dò hỏi Vu Tử Lương, bác sĩ Vu, bệnh của Trương Dương có nghiêm trọng hay không? Vu Tử Lương cũng che giấu cho Trương Dương luôn, tôi thấy là mệt mỏi quá độ, vất vả lâu ngày thành bệnh, có thể là do áp lực làm việc quá lớn, xã giao bàn rượu nhiều, bình thường không chú ý rèn luyện thân thể, hơn nữa lại bị phong hàn, cho nên mới đột nhiên phát bệnh, nghỉ ngơi vài ngày hẳn là không có việc gì. Triệu Dương Lâm gật đầu nói, không có việc gì là tốt rồi, công tác chuẩn bị của sân bay đã gần hoàn thành rồi, tài chính của tỉnh cũng đã đến đúng chỗ, sân bay thuận lợi đặt móng khởi công, trình tự cơ bản đều đã làm, sắp tới cũng không có chuyện lớn gì, tôi thấy, cậu nên thừa dịp này nghỉ ngơi tốt vài ngày đi, coi như là ngày lễ cho cậu. Tiền lương tiền thưởng cứ phát xuống không lầm. Trương đại quan nhân đúng là đang định nghỉ ngơi một thời gian, nhưng ngoài miệng lại nói, vào thời điểm này tôi làm sao mà có thể nghỉ ngơi. Triệu Dương Lâm vỗ vỗ tay của hắn, nói Tiểu Trương, thân thể là tiền vốn của cải cách, nếu như cậu thật sự mệt chết, như vậy thì việc xây dựng sân bay mới sẽ ra sao đây? Trông cậy vào một lão già như tôi là không được, vị trí này không ai có thể thay thế được cho cậu cả. Trương Dương nói, vậy tôi đành nghỉ ngơi thôi, chủ nhiệm Triệu sẽ cực khổ nhiều. Triệu Dương Lâm nói, tôi chỉ là hỗ trợ nắm chắc phương hướng, mấy người mà cậu tìm đến giúp đỡ đều rất có khả năng, Thường Lăng Phong, Quy Điền Hạo Nhi. Hai người này đều là nhân tài hiếm có bọn họ ra tay, tôi căn bản là không cần quan tâm nhiều. Tôn Đông Cường cũng nói, Trương Dương, cậu không cần lo lắng nhiều, chính phủ phong trạch chúng ta cũng sẽ toàn lực phối hợp với công tác của sân bay mới, bây giờ cậu không cần nghĩ cái G2I cả, nhanh chóng nghỉ ngơi khỏe mạnh mới là cần thiết. Trương Dương gật đầu nói, chủ nhiệm Triệu, chuyện tôi bị bệnh đừng tiết lộ ra ngoài, tôi không muốn gây ra động tĩnh gì cả. Triệu Dương Lâm nói, hiểu rồi. Ngoại trừ Tiểu Tôn ra, tôi không có nói với bất kỳ kẻ nào cả, thành phố tôi cũng không nói, cậu nghỉ ngơi thật tốt đi, sớm khôi phục thân thể rồi trở về làm, công tác sân bay chúng ta không thể thiếu cậu được. Hai cha con Triệu Dương Lâm ở lại khoảng chừng nửa tiếng rồi đi, bọn họ đi rồi, An Ngữ Thần mới mang canh gà vừa nấu xong vào. Trương Dương biết cô ta phải nói là rốt đặc cán mai về nấu canh gà, cho nên có chút tò mò hỏi, canh gà này là do cô nấu. An Ngữ Thần có chút đắc ý gật đầu, trên đời này không có chuyện gì khó chỉ sợ lòng không bền, tôi đặc biệt mời một đầu bếp đến, tận tay chỉ cho tôi làm. Trương Dương cười nói, đối với tôi tốt như vậy, làm cho tôi vừa mừng vừa sợ. An Ngữ Thần nói, cậu là ân nhân cứu mạng của tôi nấu cho cậu một bát canh gà thì tính là gì, cô ta đặt bát canh gà đến trước mặt của Trương Dương, bởi vì Trương Dương đang truyền dịch, cho nên An Ngữ Thần cũng đút cho hắn ăn từng chút Trương Dương vừa uống canh gà, vừa cười tủm tỉm nhìn An Ngữ Thần. An Ngữ Thần nhỏ giọng nói, cười cái gì? Trương đại quan nhân đáp, cô thật giống mẹ của tôi. An Ngữ Thần cười hì hì nói, con trai ngoan, kêu một tiếng mẹ nghe chút coi. Trương đại quan nhân dở khóc dở cười, tôi nói này, sao cô có thể cạy mũi lên mặt chứ, bối phận nói đổi liền đổi. An Ngữ Thần cười thản nhiên, biểu tình quyến rũ làm cho hô hấp của Trương Dương đông cứng lại. Cô nhẹ giọng nói, anh muốn tôi làm cái gì của anh, tôi sẽ làm cái đó của anh. Chương 467, hạnh phúc đưa giấy 1. Trương đại quan nhân ý thức được bản thân mình đã có rất nhiều thành phần dối trá bên trong rồi, trong lòng nghĩ cái này, nhưng ngoài miệng thì lại không thể nói, vất vả lắm mới thành lập được hình tượng huy hoàng thì mình cũng không thể nào làm hỏng nó một cách đơn giản được. Trương đại quan nhân làm vẻ mặt trịnh trọng nói, cái này, kinh phí hoạt động tháng này của tôi còn chưa có, cô giúp tôi trả tiền nhé. An Ngữ Thần cười hì hì, giả bộ thì thấy nhiều rồi, chỉ là giả bộ kiểu như Trương Dương thì lại chưa từng thấy qua, cô cười nói kinh phí hoạt động cả đời này tôi đều bao. Trương Dương nói, đừng nghĩ hối lộ tôi,
nguyên tắc đảng tính của tôi rất mạnh. An ngữ thần thấy hắn đã khôi phục lại tinh thần, trong lòng có chút vui mừng, nhẹ giọng nói, ngày mai tôi phải quay về Hong Kong. Trương Dương nói, sao vậy? An ngữ thần nói, ba tôi lúc bước xuống cầu thang bị trượt chân, gãy xương chân phải, tôi phải quay về xem ông ấy. Trương Dương gật gật đầu, tuy rằng An ngữ thần và cha của cô An Đức Minh có quan hệ không được tốt, chỉ là trong đáy lòng vẫn rất hiếu thuận. Trương Dương nói, đi đi, tôi không sao đâu, hai ngày nữa là sẽ sinh long hoạt hổ lại à. An ngữ thần nói, anh đó, có cái tính không chịu ngồi yên, nghĩ đến việc ngày mai phải đi, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác lưu luyến. An ngữ thần bắt đầu ý thức được tình cảm mà mình dành cho vị sư phụ này càng ngày càng kỳ diệu. Những lời này của An ngữ thần nhanh chóng được nghiệm chứng, ngày hôm sau Trương Dương đã phải ra cửa, nguyên nhân là do một cú điện thoại của Kiều Mộng Viện, cô ta nói cha có chuyện quan trọng kêu Trương Dương đến Đông Giang gấp. Tuy rằng thân thể của Trương Dương vẫn chưa hồi phục lại như cũ, nhưng mà bí thư tỉnh ủy Triệu Kiến hắn không dám không đi. Lần này Kiều Mộng Viện đến Đông Giang cũng vô cùng đột nhiên, cô không biết chuyện Trương Dương sinh bệnh. Đi đến nơi ở của Trương Dương đón hắn, mới ý thức được sắc mặt của Trương Dương không dễ coi, tinh thần thì mệt mỏi uể oải, bước chân thì không có sức leo lên chiếc Cadillac mới vừa mua của Kiều Mộng Viện, thì Duy ngồi ở ghế lái xe quay đầu lại nói, này, anh đừng ngồi chỗ đó, trông cậy anh lái xe đấy. Trương đại quan nhân làm gì có cái thể lực đó nữa, hắn làm ra vẻ mặt đáng thương nói, nhà đầu này, tối hôm qua tôi uống say, bây giờ vẫn chưa có tỉnh táo đâu. Cầu cô, cho tôi ngủ một lát, bây giờ hắn đã không còn đủ tinh lực lái xe. Kiều Mộng Viện cũng nhìn ra trạng thái thân thể của Trương Dương không được tốt, nhẹ giọng nói, thì Duy, đừng ép hắn, xem ra thật sự là uống say rồi, để chị lái cho. Cô cũng ngồi phía sau, chiếc xe mới mua rất rộng, Trương Dương nằm ở ghế sau rất thoải mái, Kiều Mộng Viện lấy gối đỡ đầu cho hắn, ngủ đi, đợi khi nào đến Đông Giang thì tôi sẽ gọi anh dậy. Trương Dương mệt mỏi nói, được rồi, tôi cũng có cảm giác buồn ngủ. Thì Duy oán giận nói, cả ngày chỉ biết ăn uống chơi bời, tuổi còn trẻ mà không biết cầu tiến. Kiều Mộng Viện cười nói, đi thôi, hắn khó chịu như vậy rồi, em đừng có chọc hắn nữa. Thì Duy nói, giả bộ, vừa nhìn là biết giả bộ rồi. Trương Dương nằm ở ghế sau lẩm bẩm, nộc trong nanh rắn hổ mang, độc trong kim của ong vỏ vẽ, hai cái này đều không độc, độc nhất là tâm địa đàn bà. Thì Duy dựng thẳng lông mày lên, nói chị, hắn chửi chúng ta kìa. Trương Dương nói cô đó, đừng có lôi người ta vào. Kiều Mộng Viện cười hì hì nói, được rồi, đi nhanh thôi, đừng chậm trễ chính sự. Trương đại quan nhân lần này mệt mỏi còn gặp xui xẻo, nhưng dù sao thì Kiều Mộng Viện cũng sẽ không hãm hại hắn, hơn nữa, bí thư Kiều Triệu Kiến, hắn cũng không dám không đi. Nằm trong xe hắn ngủ rất ngọt ngào, lúc tỉnh lại thì đã đến đường ngoại hoàn của Đông Giang rồi. Trương Dương ngáp một cái. Rụi rụi con mắt còn buồn ngủ của mình, đến nhanh vậy sao? Thì Duy từ ghế cạnh người lái quay lại nói, anh ngủ thoải mái như vậy, đương nhiên là nhanh rồi. Trương Dương cười cười, duỗi lưng một cái, cảm thấy thân thể thoải mái hơn rất nhiều, chỉ là bao tử cảm thấy trống rỗng, nhìn thời gian một chút cũng đã là 3 giờ chiều rồi, hắn kháng nghị, này, đến giờ này mà vẫn chưa ăn gì cả. Kiều Mộng Viện nói, lúc giữa trưa vốn định gọi anh, nhìn anh ngủ ngon như vậy, cho nên không nhẫn tâm. Trương đại quan nhân vô sỉ nói, cô thật thương tôi. Một câu nói làm cho Kiều Mộng Viện đỏ bừng cả mặt, nói cái miệng của anh thật sự là càng ngày càng đáng ghét. Thì Duy nói, trở về em tìm vài cây kim khâu cái miệng của hắn lại. Trương Dương nói, lòng dạ độc địa, hắn chỉ vào cái quán ven đường nói, tôi ăn một chút được không? Kiều Mộng Viện nói, đợi một lát nữa đi, tôi kêu người nhà chuẩn bị rồi. Lúc này Trương Dương đã có tỉnh táo lại rồi, mà này... Chúng ta từ xa chạy đến Đông Giang rốt cục là vì chuyện gì vậy? Kiều Mộng Viện nói, cha tôi tìm anh, tôi cũng không rõ ràng chuyện gì. Trương Dương cẩn thận suy nghĩ, 10 phần là vợ chồng Kiều Trấn Lương lại có bệnh, nếu không thì vị bí thư tỉnh ủy này cũng sẽ không tìm mình, hoặc có lẽ là bí thư Kiều nổi hứng lên, muốn mình tự tay viết tranh chữ cho ông ta. Nói chung là trừ hai chuyện này ra, Trương Dương thật sự không nghĩ ra là mình có thể tạo hứng thú gì cho Kiều Trấn Lương cả. Kiều Mộng Viện không lái xe đến đại viện tỉnh ủy, mà chạy thẳng đến Vịnh Bạch Sa ở phía tây nam Đông Giang, Trương Dương có chút tò mò hỏi, nhà của cô không phải là ở đại viện tỉnh ủy sao? Thì Duy nói, anh họ của tôi mua biệt thự tại Vịnh Bạch Sa, ngày hôm nay cuối tuần, cả nhà đến đây. Trương Dương vui vẻ nói, cả nhà các người đến, tôi theo vào có vẻ không được thích hợp. Thì Duy nói, tôi cũng thấy không thích hợp,
nhưng mà cậu của tôi lại muốn anh đến. Vịnh Bạch Sa là một địa điểm an dưỡng tại ngoại thành Đông Giang, thập niên 80 phát hiện ra một con suối tại đây, khi cải cách mở ra, đủ loại làng du lịch cũng sinh ra rất đúng thời cơ, chỗ mà bọn họ đến là chân núi Đông Linh của Vịnh Bạch Sa, chỗ này cũng chưa được khai phá chính thức, chỉ có một tòa nhà, cũng không có mấy ngành buôn bán bình thường khác. Chương 467, Hạnh Phúc đưa giấy 2. Ô tô chạy dọc theo đường núi, không bao lâu sau liền thấy được một tòa kiến trúc tường trắng mái xanh ở phía trước. Đây là phong cách dân cư điển hình của phía Nam Bình Hải, đi qua rừng cây nhỏ, trước mắt liền được mở rộng ra. Thấy thoáng qua cây xanh là một tòa nhà màu trắng đứng sừng sững, xanh trắng kết hợp, cảnh đẹp ý vui. Kiều Mộng Viện chạy xe đến trước cửa lớn thì nhấn còi, cửa lớn chậm rãi mở ra, cô trực tiếp chạy ô tô vào trong, Trương Dương thầm nghĩ trong lòng, Kiều Bằng Cử này thật sự đúng là biết chọn chỗ, cái chỗ này non xanh nước biếc, thanh u yên tĩnh, có thể xem là một nơi nghỉ ngơi lấy lại sức tuyệt hảo. Ô tô dừng lại, từ bãi đậu xe muốn đi đến tòa nhà còn phải qua một hoa viên, khoảng chừng 5 mét, trong sân cũng không có người, Kiều Mộng Viện nói anh của tôi hẳn là ở trên lầu. Trương Dương bỗng nhiên cảm thấy bao tử của mình khó chịu, ôm bụng nói toilet ở đâu. Thì Duy không nhịn được nói, cho cái tội uống nhiều, cô chỉ về phía bên phải, nói, bên trong đó, anh đi nhanh lên, chúng tôi ở phòng khách chờ anh. Trương Dương cười nói, con người có ba cái gấp, tôi nhịn nãy giờ. Cũng là vì nể mặt bí thư Kiều, chứ bình thường tôi đều là nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài. Kiều Mộng Viện và Thì Duy đồng thời nói, mắc ói. Trương đại quan nhân vui vẻ đi dọc đường nhỏ vào trong. Thằng nhãi này đi vào trong toilet rồi, lúc ngồi xổm xuống mới nhớ ra là mình không có giấy vệ sinh. Trương đại quan nhân lúc này đang cực xấu hổ, xem ra nội lực hao tổn quá đột, ngay cả suy nghĩ cũng không rõ ràng. Hắn cầm lấy điện thoại di động lật qua lật lại. Suy nghĩ rằng có nên gọi điện thoại cho Kiều Mộng Viện để nhờ cô ấy mang đến giùm không? Trương Dương cầm điện thoại trên tay mà do dự cả buổi, chuyện này đúng là khó mà mở miệng được, xem ra chỉ có thể làm phiền Kiều Bằng Cử mà thôi. Trương đại quan nhân bỗng nhiên nhớ đến lời nói của một người về hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là khi bạn đi toilet mà quên mang giấy, có người đến đưa giấy cho bạn. Lúc Trương đại quan nhân đang chuẩn bị hạ quyết tâm gọi điện thoại, thì lại nghe thấy tiếng bước chân. Một ông già mang bộ đồ lao động màu xám mang khẩu trang đi đến, trên tay lão già dính đầy bùn, trên đôi giày cũng dính không ít bùn đất, từ cái này có thể đoán ra ông ta 10 phần là đang nặn tượng, ông ta đi vào trong toilet rửa tay, xoay người lại nhìn Trương Dương một chút. Trương Dương cười cười nói, thưa ông, cầu ông một chuyện. Lão già thấp giọng nói đi. Trên người ông có mang giấy không? Lão già lắc đầu. Trương Dương nói, tôi là khách do người nhà của ông mời đến. Xin làm phiền ông lấy giúp tôi một ít giấy. Lão già không nói gì, xoay người đi. Trương đại quan nhân lớn tiếng nói, ông ơi, nhanh lên một chút. Một lát sau, ông già chậm rãi trở về, đưa cho Trương Dương một xấp giấy ăn. Trương Dương cười nhận lấy, đây là hạnh phúc, ông già này đưa giấy làm cho hắn có cảm giác giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trương đại quan nhân thoải mái tiêu sái đi ra khỏi toilet. Thấy lão già kia vẫn đang ngồi chồm hổm loay hoay chăm sóc hoa cỏ. Trương Dương nói, ông ơi, cảm ơn ông. Lão già nói, chuyện nhỏ, không cần cảm ơn. Trương Dương nói, đối với ông mà nói là chuyện nhỏ, nhưng đối với tôi mà nói lại là chuyện lớn. Hai tờ giấy của ông là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, trở về tôi sẽ nói với bọn họ một tiếng, tăng tiền lương cho ông nha. Lão già cười cười, không nói gì, vùi đầu tiếp tục chăm sóc hoa cỏ của ông. Trương Dương đi vào sảnh nhỏ, thấy Kiều Bằng Cử mặc bộ đồ hưu nhàn đi ra đón, hắn cười nói với Trương Dương, sao lâu vậy? Còn tưởng cậu bị lọt vào hầm cầu luôn rồi chứ? Trương Dương xấu hổ cười nói, tối hôm qua ăn nhiều quá bị đau bao tử, cái biệt thự này cũng không tồi, thật lớn. Kiều Bằng Cử nói, của một người bạn, hắn đi nước ngoài, cho nên sang tay giá thấp cho tôi. Đã sửa chữa lại rồi, bên trong còn có nước suối. Trương Dương đi theo hắn vào phòng khách. Kiều Mộng Viện và Thì Duy hai người đều đi lên lầu thay quần áo cả, Kiều Bằng Cử cho người đi pha trà, rồi cùng Trương Dương ngồi xuống ghế sofa. Trương Dương nói, bí thư Kiều đâu? Kiều Bằng Cử nói, vốn đang nghỉ ngơi, chỉ là hồi nãy có một cuộc họp khẩn cấp mở ra, nên liền đi đến tỉnh ủy rồi, mẹ của tôi thì đi đến Lăng Vân tự thắp hương, tối nay mới có thể trở về. Trương Dương có chút tò mò hỏi, không biết bí thư Kiều tìm tôi có chuyện gì? Kiều Bằng Cử nói, tôi cũng không rõ ràng lắm, chờ cha tôi trở về sẽ biết, hắn đưa một ly trà qua cho Trương Dương,
thừa dịp Kiều Mộng Viện và Thì Duy còn chưa xuống, nhỏ giọng nhắc nhở Trương Dương, lát cha tôi trở về nếu có hỏi chuyện của Kim Toa, cậu ngàn vạn lần đừng có nhắc đến tôi nha. Trương Dương cười nói, tôi là loại người này sao? Việc nào ra việc đó, tôi sẽ không nhắc bất cứ cái gì đến anh đâu. Kiều Bằng Cử gật đầu thỏa mãn nói, Trương Dương, tôi nghe nói cậu đã bắt tay giảng hòa với Hải Sắt phu nhân. Trương Dương nói, oan gia nên giải không nên kết, tôi và bà ta vốn không có mâu thuẫn gì, là Mã Ích Lượng đắc tội tôi, mọi chuyện cũng không có gì đâu. Kiều Bằng Cử nói, giải được thì tốt, trong lòng hắn lại vô cùng kỳ quái, Hải Sắt phu nhân xưa nay nổi tiếng cường ngạnh, vì sao trong chuyện này lại áp dụng phương pháp xử lý thấp, chẳng lẽ bà ta thật sự biết khó mà lui sao? Lúc này Kiều Mộng Viện và Thì Duy hai người đã thay đồ xong và đi xuống lầu, Kiều Mộng Viện nhớ đến chuyện Trương Dương vẫn chưa ăn gì, cô ta nói với người hầu một tiếng, làm vài món ăn cho Trương Dương. Kiều Bằng Cử cũng nhìn ra tinh thần của Trương Dương không được tốt lắm, hỏi qua mới biết tối hôm qua Trương Dương đã uống say. Thì Duy đứng bên cạnh nói, tôi thì không hiểu đàn ông các anh như thế nào, gặp phải rượu thì đi không nổi. Chỉ cần vui vẻ, là uống không biết đường về luôn. Trương Dương nói, cô đừng nói chúng tôi, chính cô cũng có uống vậy. Thì Duy nói, rượu là một loại độc dược, anh cẩn thận coi chừng hư hết cả bao tử đấy. Chương 467, hạnh phúc đưa giấy 3. Trương Dương nói, nước chảy đá cũng mòn, cũng không thấy qua đàn ông trong thiên hạ nào không uống rượu. Kiều Bằng Cử cười ha hả, lúc này cha mẹ hắn từ ngoài cửa đi vào. Trương Dương vội vàng đứng dậy cung kính nói, chào bí thư Kiều, chào dì Mạnh. Vợ chồng Kiều Trấn Lương cười gật đầu, ông ta ngửi thấy mùi thơm từ phòng bếp, có chút kinh ngạc nói, mấy đứa chưa ăn sao? Thì Duy nói, không phải là bọn con, là Trương Dương chưa ăn, trên đường đi hắn chỉ lo ngủ mà thôi. Trương Dương cười nói, tôi nghe nói bí thư Kiều triệu kiến, vội vàng chạy đến đây quên ăn quên ngủ, ngay cả thời gian ăn cũng không có. Kiều Trấn Lương cười nói, tốt, tôi thích sự sảng khoái của tiểu Trương cậu đấy, cậu ăn cơm trước đi. Lát nữa chúng ta nói chuyện sau, ông ta cũng không khách khí với Trương Dương, cùng vợ đi lên lầu. Trương Dương đúng là đói bụng thật, cầm lấy một bát mì lớn, và chỉ một lát sau, bát mì đã sạch sẽ. Thì Duy ở bên cạnh châm chọc, ăn ngon cũng không thể nào ăn như cọp bị bỏ đói 3 ngày được, lỡ như mà nghẹn chết, thì tiền đồ gì cũng không còn. Trương Dương cười nói, không phải chỉ là một bát mì thôi sao, chủ nhân không nói chuyện, cô tiếc của cái gì? Thì Duy hung hăng trừng mắt nhìn hắn, tôi thấy anh là không vừa mắt rồi. Trương Dương nói, vậy cô cứ tiếp tục không vừa mắt đi, tôi tiếp tục ăn. Thì Duy bỗng nhiên hỏi ra một câu kinh điển, tôi nói này, anh đi toilet có rửa tay chưa vậy? Chiếc đũa trong tay của Trương Đại Quan Nhân bỗng nhiên đứng hình lại, hình như. Dường như, có thể, không có rửa, quẹ. Sau khi ăn xong bát mình, Trương Dương tiếp nhận ly trà do Kiều Mộng Viện đưa đến, thoải mái hấp một ngụm. Ăn no cũng là một loại hạnh phúc. Trong lúc hắn đang suy nghĩ về mục đích mà Kiều Trấn Lương gọi hắn đến, thì thấy có lão già khi nãy từ hoa viên đi vào cửa, trên mặt vẫn mang khẩu trang lớn, lão già vừa đi vào vừa nói tại sao lại đậu xe ở đấy. Cán nát mặt cỏ mà ta vừa mới sửa rồi. Thì Duy thè lưỡi ra, hồi nãy là cô đậu xe lại. Trong lòng Trương Dương nói lão già này đúng là kiêu ngạo thật, dám nói chuyện với chủ nhân như vậy. Chỉ là cẩn thận suy nghĩ lại thì hình như có chút không đúng, câu nói tiếp theo của Kiều Mộng Viện đã làm cho Trương Đại Quan Nhân nhận ra được một hiện thực xấu hổ. Kiều Mộng Viện nói, ông nội, là con không tốt, đậu xe không chú ý. Cô chủ động gánh chịu trách nhiệm thay cho Thì Duy. Trương Dương vừa nghe Kiều Mộng Viện xưng hô với lão già xong, trước mắt nhảy ra nhiều ngôi sao, thiếu chút nữa đã té xỉu, nói thế nào thì hắn cũng không ngờ. Lão già mặc quần áo lao động mang khẩu trang lớn này lại chính là Kiều lão oai phong lẫm liệt trong chính đàn quốc gia. Trương Đại Quan Nhân đang rất xấu hổ, hồi nãy mình ngồi toilet còn nhờ người ta đưa giấy tới dùm, nếu như mà biết thân phận của đối phương, cho dù Trương Dương ngồi chồm hổm trong toilet chờ gió hông khô cũng không dám làm phiền lão nhân ra đâu. Nhờ Kiều lão đưa giấy vệ sinh dùm, cái này ở đại tùy gọi là phạm thượng đấy. Chính là bị chém đầu đấy. Kiều lão nói, còn dám nói nữa, ta đã hỏi qua rồi. Xe của ai ta đều biết hết. Thì Duy lúc này mới khiếp sợ đi lại, ôm lấy một cánh tay của Kiều lão, nói, ông ngoại, con sai rồi, lát nữa con sẽ sửa lại bãi cỏ giúp ông. Kiều lão nói, trông cậy con giúp ta, trừ phi là mặt trời mọc hướng Tây, con không gây thêm phiền cho ta là ta cảm thấy may mắn vạn phần rồi, ánh mắt của ông rốt cục cũng rơi lên trên người của Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân vẫn còn đang cầm ly trà,
da mặt có chút nóng dần lên nhìn Kiều lão cái kia. Cái kia? Kiều lão nói, cậu trai, hình như chúng ta đã gặp mặt. Trương đại quan nhân thầm nghĩ trong lòng, không phải là hình như đã gặp đâu, vừa rồi tôi ngồi chồm hổm trong toilet, ông đã đưa giấy giúp tôi, hắn đương nhiên là không hoài nghi trí nhớ của Kiều lão rồi, người ta cố ý nói vậy mà. Kiều Mộng Viện đương nhiên không biết chuyện vừa rồi xảy ra, đẩy hắn một cái, nói Trương Dương, đây là ông nội của tôi. Trương đại quan nhân vươn tay ra, kinh sợ nói, lão Kiều. Xin chào. Tất cả mọi người sửng sốt, thằng nhãi này khẩn trương đến nổi thành cái dạng này luôn sao? Trương đại quan nhân cũng nhanh chóng tỉnh ngộ ra, không. Không, Kiều lão, xin chào Kiều lão. Kiều lão cười ha hả, ông bắt tay với Trương Dương, cậu chính là Trương Dương à, người trẻ tuổi, tôi đã nghe nói về cậu thật lâu. Trương Dương nói, tôi cũng nghe nói về ngài lâu lắm rồi. Kiều lão nói, ngồi đi, đừng khẩn trương như vậy. Trương Dương nói, không khẩn trương. Biểu tình nhìn có vẻ khẩn trương, nhưng mà thằng nhãi này lại không hề có một chút khẩn trương nào hết. Nếu như nói có một chút mất tự nhiên thì đó là bởi vì hắn xấu hổ. Vừa rồi chữ lão Kiều hắn cố ý gọi, người khác đều cho rằng do hắn khẩn trương gọi nhầm, nhưng mà hắn lại có ý định. Nhưng mà từ chuyện này có thể thấy được, lòng dạ của Kiều lão và sự độ lượng của ông ta rất lớn. Người ta cũng không có tức giận vì chuyện hắn gọi ông là lão Kiều, cũng không có nhắc đến chuyện đưa giấy vệ sinh cho hắn trong toilet. Bụng tể tướng có thể chống thuyền, những lời này quả nhiên là có vài phần có thể tin được. Kiều lão đương nhiên không nghĩ là tên nhóc này lại nghĩ nhiều như vậy, đi vào toilet rửa bùn đất trên tay, lúc trở lại phòng khách, vợ chồng Kiều Trấn Lương đã xuống dưới. Kiều Trấn Lương nói, cha, cha đã gặp qua Trương Dương chưa? Kiều lão cười nói, vừa mới gặp qua. Trương Dương cảm thấy kỳ quái chính là, từ khi vào cửa đến giờ, Kiều lão vẫn mang khẩu trang trên mặt. Kiều Trấn Lương nói với Trương Dương, Trương Dương, lần này tôi vội vàng mời cậu từ Giang Thành đến đây, là muốn giúp cậu xem bệnh cho cha tôi. Trương Dương cười nói, bí thư Kiều yên tâm, chỉ cần tôi có thể giúp được, nhất định sẽ giúp hết sức. Hắn nhìn Kiều Mộng Viện một cái, Kiều Mộng Viện cũng thật là, ít nhất cũng phải nói một tiếng chứ, tốt xấu gì cũng cho hắn chuẩn bị trước. Nếu như mà hắn biết Kiều lão ở Vịnh Bạch Sa, thì nói thế nào cũng sẽ không phạm vào sai lầm hồi nãy. Chương 467, Hạnh Phúc đưa giấy 4. Kiều lão từ miệng con trai nghe được y thuật thần kỳ của Trương Dương, theo Kiều lão thấy, một cán bộ chỉ mới hơn 20 thì không có khả năng có y thuật cao được, dù sao thì y học cũng phải dựa vào kinh nghiệm thực tiễn. Trương Dương cung kính nói, Kiều lão, tôi không phải là bác sĩ xuất thân chính quy nào cả, chỉ là học tập một chút, dựa hơi của tổ tiên. Có được vài phương thuốc cổ truyền, cho nên mới có thể trị được một số bệnh nan y. Kiều lão nói, cậu cũng rất thẳng thắn. Trương Dương nói, tôi có bao nhiêu cân lượng tôi biết, nếu bí thư Kiều tìm đến tôi và Mộng Viện, thì Duy, Bằng Cử tất cả đều là bạn tốt, tôi xem ngài là trưởng bối, cho nên tôi cũng không gạt ngài, có thể chữa tốt cho ngài tôi nhất định sẽ hết sức, nếu như tôi không trị hết, thì đó là năng lực của tôi có hạn, lão nhân gia ngài cũng đừng trách tôi. Kiều lão nói, còn chưa biết tôi bị bệnh gì, mà cậu đã nghĩ đến đường lui, thanh niên bây giờ thật sự là không đơn giản. Trương Dương nói, tôi cả gan suy đoán một chút, ngài bị bệnh mặt than. Chứng bệnh co quắp khuôn mặt, gây biến dị hình thể google.com.vn. Kiều lão nao nao, không ngờ rằng cậu thanh niên này vừa nhìn một cái liền biết được bệnh tình của ông, hèn chi con trai lại đề cử hắn. Kiều Mộng Viện và Thị Duy đều đã nhìn thấy được sự thần kỳ của Trương Dương. Chỉ có Kiều Bằng Cử là chưa thấy qua, cái hắn có cơ hội thấy đều là Trương Dương đánh người cả, khả năng chữa bệnh của thằng nhãi này thì hắn đúng là chưa thấy qua. Kiều Bằng Cử nói, Trương Dương, ông nội của tôi mang khẩu trang, cậu làm sao mà kết luận ông bị bệnh mặt than? Trương Dương nói, cái khẩu trang lớn của Kiều lão có chút kỳ quái, mang ở bên ngoài thì còn có thể được, nhưng mà đi vào trong phòng rồi, qua một thời gian lâu như vậy mà còn chưa tháo ra, vừa rồi bí thư Kiều lại nói là giúp Kiều lão xem bệnh. Nhìn mặt xem bệnh cũng rất dễ, tôi cẩn thận quan sát một chút, lông mày của Kiều lão cao thấp khác nhau, nếp nhăn trên trán cũng sâu cạn không đồng nhất. Cho nên tôi to gan đoán thử một chút, coi như là đánh bậy đánh bạ lại đánh chúng. Kiều lão nói, cậu nói không sai, tôi quả thật là bị mặt than. Ông cởi khẩu trang xuống, để cho Trương Dương nhìn một chút. Kiều lão phát bệnh rất đột ngột, bệnh trạng cũng tương đối nặng, mắt phải đã không nhắm được, bên sườn mũi đã sưng to lên, cái miệng cũng bị lệch. Không khép lại được, lúc ăn cũng sẽ bị rót đồ ăn ra, đã đến bệnh viện xem qua, phương pháp trị liệu của bệnh viện là sử dụng kích thích tố để gia tăng sức đề kháng với virus, lại dùng châm tiến hành trị liệu phụ trợ,
bởi vì liên quan đến Kim Trâm, cho nên Kiều Trấn Lương mới nghĩ đến Trương Dương. Trương Dương nhìn kỹ khuôn mặt của Kiều Lão, lại nhìn cái cổ của ông một cái, mỉm cười nói, tình huống cũng không tính là nghiêm trọng, có thể chữa tốt. Kiều Trấn Lương nói, cần bao lâu? Trương Dương trả lời rất thẳng thắn, bệnh vặt mà thôi, một châm là đủ. Hắn có thể trị khỏi bệnh mặt than cho Kiều Lão, người ở đây trên cơ bản đều tin tưởng, nhưng mà một châm chưa khỏi, cái này cũng quá khoa trương rồi. Có danh y nào mà Kiều Lão chưa thấy qua chứ, nhưng mà không ai dám nói một cách hùng hồn như vậy, nhìn vẻ mặt đầy tin tưởng của Trương Dương, trong lòng Kiều Lão cũng nửa tin nửa ngờ, tên nhóc này thật sự thần kỳ như vậy sao? Vợ của Kiều Trấn Lương Mạnh Truyền Mỹ nói, bác sĩ nói mặt than là do virus lây nhiễm đến hệ thần kinh gây ra, một châm của cậu có thể diệt trừ virus được sao? Bà ta tuy rằng đã nhìn qua y thuật thần kỳ của Trương Dương, nhưng mà một châm có thể trị hết bệnh mặt than, bà đúng là chưa từng thấy. Trương Dương nói, virus mang bệnh tấn công, người bệnh liền mắc bệnh, đây là kiến thức y học thông thường nhất, tôi không biết bệnh lý gì cả, cũng không có học qua dược lý, nhưng nếu nói có thể trị tốt cho người, thì nhất định có thể trị tốt. Kiều Lão nói, tốt lắm, bây giờ tôi ngủ cũng không ngủ được, thật sự đúng là phiền tâm, nếu như một châm của cậu có thể trị tốt cho tôi, vậy xin mời cậu giúp tôi. Trương Dương nói, đến đột ngột quá, mọi người cũng không nói cho tôi biết là phải chuẩn bị châm. Kiều Bằng Cử nói, vậy còn không dễ sao, tôi đi mua cho. Trương Dương nói, tốt lắm, tôi kê một đơn thuốc cho anh thuận tiện mua cho tôi vài thứ thuốc đông y luôn, nói là một châm. Nhưng mà sau khi châm xong, cũng cần một số dược vật củng cố. Kiều Trấn Lương kêu con gái đến phòng sách lấy bút viết đến đây, Trương Dương cầm bút lông nhúng mực bắt đầu viết phương thuốc xuống, chữ nhỏ khéo tay xinh xắn làm cho Kiều Trấn Lương khen mãi không thôi. Kiều Trấn Lương nói với con trai, phương thuốc này cha thu lại, sau này để dành. Trương Dương cười nói, bí thư Kiều không cần khoa trương như vậy, nếu như ông thích, lát nữa tôi sẽ viết cho ông một bức. Kiều Lão cũng đứng một bên nhìn phương thuốc. Những chữ của Trương Dương đúng là cứng cáp và uyển chuyển như rồng bay phượng múa, chỉ mới có bao nhiêu đó tuổi, mà đã có được phần bút lực như vậy thì đúng là không thấy nhiều, Kiều Lão cũng bắt đầu rõ ràng vì sao con trai lại tôn sùng người thanh niên này như vậy. Khi Kiều Bằng Cử cầm phương thuốc đi mua, thì Trương Dương kêu Kiều Lão đi nghỉ ngơi đi, còn mình thì theo hai chị em Kiều Mộng Viện và Thì Duy đi dạo vòng vòng biệt thự, nhìn lướt qua cảnh đẹp ở đây. Kiều Mộng Viện giải thích, Trương Dương, tôi thật sự không biết chuyện ông nội bị bệnh. Cha tôi kêu chúng tôi mời anh đến đây, cũng không có nói về chuyện này, tôi nghĩ cha đại khái là sợ chúng tôi lo lắng. Trương Dương cười nói, cũng may là không phải bệnh nặng gì, bằng không lần này tôi sẽ mất mặt đây. Thì Duy nói, anh thật sự có nắm chắc. Trương Dương mỉm cười nói, trước mặt của bí thư Kiều và Kiều Lão, cô cho tôi mượn thêm một lá gan tôi cũng không dám nói loạn, yên tâm đi, tôi có thể trợ giúp lão nhân gia chỉ tốt bệnh mặt than của ông ấy, nói xong hắn dừng lại một chút. Hỏi các người nói xem, nếu như tôi chữa khỏi bệnh mặt than cho Kiều Lão, có tình là vì nước lập công hay không? Chương 468, bị đánh lén 1. Đôi mắt đẹp của Thì Duy trợn tròn lên, anh không phải đang toan tính điều gì chứ? Trương Dương nói, tôi từ xa xôi chạy đến đây, tình cảm của chúng ta là tình cảm, nhưng mà mấy người cũng không thể bắt tôi làm không công được, cái này. Lát về tìm bí thư Kiều nói một chút, để bà tôi lên làm cấp chính sử. Con người của tôi có da mặt mỏng lắm, không dám trực tiếp nói với Kiều Lão. Kiều Mộng Viện biết Trương Dương nói giỡn, cũng không xem là thật, ở một bên mỉm cười. Thì Duy thì tưởng là thật, tức giận chỉ vào mặt của Trương Dương mắng, cái đồ tiểu nhân bị ổi. Không phải chỉ là nhờ anh xem bệnh thôi sao, vậy mà còn nói điều kiện nữa chứ, chị họ của tôi đã ra sức giúp anh lúc anh quậy phá kim toa, cực khổ rất nhiều, sao anh lại không nói gì hả? Có phải là nên tìm anh nói điều kiện không? Kiều Mộng Viện không ngờ thì Duy lại lôi cả chuyện này ra nói, mặt ngọc không khỏi đỏ lên, nói, nhà đầu kia, nói bậy bạ gì đó. Trương Dương nhìn thoáng qua hướng của Kiều Mộng Viện, trong lòng không khỏi cảm kích, tuy rằng hắn cũng không sợ hãi sắc phu nhân gì đó, nhưng mà chuyện của Kim Toa nếu như không phải là do Kiều Mộng Viện đứng ra, thì nói như vậy cũng không dễ giải quyết đâu, Kiều Mộng Viện đối với mình quả thật không tồi, Trương Đại Quan Nhân lại là một người tri ân báo đáp, nhất là đối với con gái đẹp. Chỉ cần người ta có ân với hắn, thì thằng nhãi này liền nghĩ ngay đến việc lấy thân báo đáp, hắn luôn cảm thấy cái quý giá nhất của mình chính là thân thể mình. Kiều Mộng Viện nói, nếu anh thật sự muốn cái cấp chính sử ấy, trở về tôi sẽ nói với cha tôi một tiếng. Trương Dương cười ha hả nói đùa thôi, các người lại coi là thật, chuyện nhỏ như vậy mà phải đi nhờ bí thư Kiều,
chẳng phải là làm trò cười cho người ta sao? Nếu như cô thật sự muốn giúp tôi thăng chức, thì trực tiếp kêu ông ấy để bà tôi lên làm cán bộ cấp phòng luôn đi, chức nhỏ quá là bất kính đối với bí thư Kiều. Kiều Mộng Viện cười nói, chuyện này anh không nên tìm cha tôi, anh hẳn là nên đi tìm tỉnh trưởng Tống. Thì Duy cũng nói theo, đúng vậy, anh đi tìm tỉnh trưởng Tống đi, ông ta không phải là cha vợ tương lai của anh sao? Trương Dương bị phản bác một câu, làm xấu hổ ho khan hai tiếng, tôi thăng quan dựa vào bản lĩnh của mình, tôi không có dựa vào mấy cái quan hệ đó. Thì Duy nói, ngoài miệng thì nói nghe hay lắm, thật ra anh là người thích đi quan hệ nhất, nếu như không có cha vợ tương lai làm tỉnh trưởng, có phó tổng lý là cha nuôi, một người trẻ tuổi như anh có thể được nhắc lên đến cấp phó xử sao? Cái miệng của Thì Duy đúng là quá lợi hại. Trương Dương bị nói làm cho cả khuôn mặt đỏ bừng lên, tôi. Nhà đầu kia, tôi không có dựa vào người khác như vậy, tôi dựa vào công tác của chính mình. Được rồi, giữ lại lời nói dối của anh để lừa thiếu nữ vị thành niên đi. Trương Dương nói, cái miệng của cô càng ngày càng lợi hại, có phải là gần đây bực tức lớn không? Thì Duy nói, thấy anh là tức lớn. Trương Dương nói, vậy tôi đây giải tức miễn phí cho cô. Thì Duy nghe thấy hắn đùa giỡn mình, liền vung tay lên đánh, Trương đại quan nhân đã sớm có chuẩn bị rồi, liền cười vui vẻ trốn vào trong hoa viên. Trương đại quan nhân đang lo chạy trốn, thì bỗng nhiên có một người vung tay hung hăng đánh về hướng của hắn, Trương Dương nao nao, công lực của hắn tuy bị tổn hao nghiêm trọng, nhưng mà phản ứng cũng không chậm, thân thể hơi nghiêng, khó khăn tránh thoát một đấm đó, vỗ một chưởng lên tay của đối phương, nếu là bình thường, một chưởng của Trương đại quan nhân có thể vỗ nát đá núi. Chỉ là trạng thái thân thể của hắn bây giờ đang trong thời gian kém cỏi nhất. Một chưởng này tuy rằng vỗ trúng tay của đối phương, nhưng không tạo thành bất kỳ thương tổn nào với người ta cả, chỉ nghe thấy đối phương phát ra một tiếng hừ lạnh, bàn tay cứng như sắt quét ngang qua, Trương Dương dùng cả hai tay để đỡ, chỉ cảm thấy lực lượng của đối phương như cuồng phong vũ bão đánh vào cánh tay của mình, làm cho hắn có cảm giác như là châu chấu đá xe, thân thể lảo đảo về phía sau mấy bước, công kích của đối phương uyển chuyển như sóng chiều, một cơn rồi lại một cơn. Một cước đá lên ngực của Trương Dương. Trong lúc khẩn cấp Trương Dương chỉ có thể dùng hai tay để che lại. Lúc này thì Trương đại quan nhân đã chịu không nổi, bị một cước toàn lực của đối phương đá bay ngược ra ngoài, bay xa gần 5 mét, ngã chổng vó xuống bụi hoa hồng gai, vô số gai nhỏ đâm vào cơ thể của Trương Dương. Cái này chỉ là bị thương ngoài da thôi, còn một cước mang lực lượng cường đại của đối phương, đã làm cho ngực của Trương Dương khó chịu, không kịp thở ra hơi luôn, phụt, phun ra một ngụm máu tươi. Xa xa truyền đến tiếng kinh hô của Kiều Mộng Viện và Thì Duy, dừng tay. Hai người vội vã chạy đến, người đàn ông trung niên đang định lao về hướng của Trương Dương mà ra tay liền thu chiêu lại. Người này là cảnh vệ bên cạnh Kiều Lão, Trung Trường Thắng, gã ta mới từ bên ngoài trở về, nên không biết Trương Dương là khách của nhà này. Kiều Mộng Viện thấy Trương Dương bị đánh đổ máu, không khỏi tái mặt lại, thất thanh kêu lên, anh chảy máu rồi. Lúc này Kiều Bằng Phi từ trong con đường nhỏ đi ra. Chính là hắn đã xúi dục Trung Trường Thắng đột nhiên ra tay với Trương Dương, nhưng mà Kiều Bằng Phi thật không ngờ Trương Dương lại không thể chịu nổi một đòn, bị một đấm một đá của Trung Trường Thắng mà biến thành bộ dạng này, nếu sớm biết như vậy, hắn đã tự mình ra tay rồi. Từ lúc sống lại đến giờ Trương Dương vẫn chưa bị người nào đánh thảm như vậy, mà còn ngay trước mặt hai vị mỹ nữ, hình tượng anh hùng đã hoàn toàn sụp đổ, trong lòng thằng nhãi này rất là phiền muộn, mẹ kiếp, Kiều Bằng Phi ơi Kiều Bằng Phi. Nhất định là do thằng cháu trai này gây ra, vừa nhìn thấy Kiều Bằng Phi thì hắn liền hiểu rõ, tuy trong lòng Trương đại quan nhân hiểu rõ, nhưng mà ngoài miệng thì có thể nói được gì. Bây giờ kỹ không bằng người, không chơi lại người ta, chỉ có thể nuốt giận thôi. Ánh mắt mà Trung Trường Thắng nhìn Trương Dương mang theo vài phần miệt thị, Kiều Bằng Phi nói rằng hắn ta rất là lợi hại, chỉ là bây giờ xem ra không phải như vậy, gã vươn bàn tay ra với Trương Dương, thật xin lỗi, tôi còn tưởng rằng cậu gây uy hiếp cho hai vị tiểu thư. Cho nên mới tùy tiện ra tay. Trong lòng Trương Dương chửi, cái đệch mợ nhà mày. Hắn bị trúng một đấm một đá của Trung Trường Thắng làm cho bị thương không nhẹ, nắm lấy tay của Trung Trường Thắng đứng lên, chưa kịp nói gì đã phun ra thêm một ngụm máu. Thấy bộ dạng của hắn như vậy, thì Duy cũng sợ hãi nói, chảy máu rồi, không tốt. Chúng ta mau đưa hắn đến bệnh viện đi. Trương Dương lắc đầu nói, không cần, tôi nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi. Kiều Bằng Phi thì làm ra vẻ. Nói, đến bệnh viện kiểm tra đi, Trung đại ca ra tay không phải chuyện đùa đâu, nếu như thật sự tạo thành nội thương, thì sẽ gây ra thêm phiền phức. Trương Dương phải nói là chán ghét cái kiểu giả mù sa mưa của thằng nhãi này đến cực điểm, lạnh lùng nói, chút quyền cước ấy tôi vẫn có thể chịu được.
Chương 468, bị đánh lén 2. Kiều Mộng Viện nói, đến bệnh viện kiểm tra một chút đi. Trương Dương nói, không sao cả, tôi nghỉ ngơi một chút là tốt, thấy Trương Dương kiên trì như vậy, Kiều Mộng Viện và Thì Duy cũng chỉ đành thôi. Hai người cùng Trương Dương đi đến phòng khách, lúc vào đến phòng khách, Kiều Trấn Lương thấy sắc mặt của Trương Dương tái nhợt, cũng thân thiết ân cần thăm hỏi, Trương Dương chỉ nói là đi không cẩn thận bị vấp ngã, cũng không đề cập đến chuyện bị đánh lén. Trở về trong phòng, Trương Dương bỏ giày ra leo lên giường, nói với Kiều Mộng Viện, tôi phải nghỉ ngơi một chút, đừng cho người ngoài quấy rối tôi, Kiều Mộng Viện thân thiết gật đầu, xoay người đóng cửa phòng lại, đi đến phòng khách thì nghe được Thì Duy đã đem chuyện hồi nãy kể ra. Kiều Trấn Lương vừa nghe xong liền đoán được Trung Trường Thắng tùy tiện ra tay khẳng định là do Kiều Bằng Phi giật dây. Trung Trường Thắng là bảo tiêu của Kiều Lão, mà Kiều Lão lại coi hắn như là con là cháu, Kiều Trấn Lương cũng không tiện nói cái gì cả. Gọi Kiều Bằng Phi vào trong phòng sách. Kiều Bằng Phi biết bác đã nhìn thấu, đi theo vào trong phòng sách, có chút khiếp đảm nói, bác. Kiều Trấn Lương hừ lạnh một tiếng, mày hay lắm, thật sự đúng là khốn nạn. Trương Dương là khách do chúng ta mời đến. Sao mày lại có thể đối đãi với người ta như vậy? Kiều Bằng Phi làm vẻ mặt vô tội nói, bác, chuyện này thật sự không liên quan đến con, lúc nghe được tiếng động con vào ngăn cản thì đã muộn rồi. Kiều Trấn Lương nói, lần này Trương Dương đến đây là đặc biệt chữa bệnh cho ông nội của mày, làm hại người ta bị thương, chúng ta đã thất lễ, nếu như người ta có vấn đề gì, thì nhà chúng ta phải gánh chịu trách nhiệm. Kiều Bằng Phi nói, không phải chỉ là một đấm một đá thôi sao? Hắn không phải rất lợi hại sao, ai ngờ lại không đỡ nổi một đòn. Kiều Trấn Lương nói, lòng dạ đàn ông sao có thể hẹp hòi như vậy, tao biết mày và Trương Dương từng có ân oán với nhau, nhưng chuyện quá khứ là quá khứ, không thể để mãi trong lòng được, luôn luôn nhớ kỹ mấy chuyện nhỏ, sau này mày còn có thể gây ra chuyện lớn gì. Miệng của Kiều Bằng Phi cũng rất là cứng, bác à, chuyện này thật sự không liên quan đến con, hắn đùa giỡn với Thì Duy, cho nên làm hại Trung Trường Thắng hiểu lầm. Kiều Trấn Lương thấy hắn sống chết không chịu thừa nhận, thở dài nói, mày đi đi, nói chung sau này nhìn thấy Trương Dương phải khách khí một chút. Kiều Bằng Phi gật đầu, trong lòng thầm trách bác trai nhiều chuyện, Trương Dương chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi, Kiều gia bọn họ căn bản là không cần phải hậu đãi với hắn như vậy. Vừa rời khỏi phòng sách, liền thấy Kiều Bằng Cử đi tới, Kiều Bằng Cử mua thuốc trở về nên cũng biết chuyện vừa xảy ra, kéo Kiều Bằng Phi vào một góc nói, thằng nào làm. Kiều Bằng Phi tràn ngập ủy khuất nói, em thật sự không biết bác coi trọng thằng nhóc đó cái gì nữa. Đối với hắn tốt như vậy. Kiều Bằng Cử nói, lần này đặc biệt mời hắn đến chữa bệnh cho ông nội, mày không biết tốt xấu, gây ra cái tai họa này, vốn có thể chữa bệnh cho ông nội rồi, như vậy hay rồi, mày đánh đại phu bị thương, ông nội cũng không may. Kiều Bằng Cử nói thật, bây giờ thuốc đã mua về, châm cũng mang tới, nhưng mà Trương Dương lại bị thương. Bọn họ cũng không thể yêu cầu người ta chữa bệnh cho ông nội được, một đá của Trung Trường Thắng đã gián tiếp làm phiền đến Kiều Lão. Kiều Bằng Phi làm vẻ chẳng đáng nói, chỉ bằng hắn. Hắn biết chữa bệnh sao? Em không tin, căn bản là gạt người, cái này chỉ là một lý do kéo dài cho hắn. Kiều Bằng Cử thở dài nói, thằng nhóc mày không thể mở đầu ra mà sống được hay sao, ít nhất là trước mặt của người lớn, giả bộ cũng phải giả cho giống. Kiều Bằng Phi nói, em biết rồi. Kiều Bằng Cử nói, như thế này, mày theo tao đến chỗ của hắn hỏi thăm một chút. Kiều Bằng Phi lắc đầu nói, em không đi, em thấy hắn là tức muốn xông lại đánh thôi. Kiều Bằng Cử nghe hắn nói như vậy, cũng không miễn cưỡng. Trương Dương ở bên trong phòng hơn 2 tiếng không ra, mắt thấy đã đến giờ cơm chiều, Kiều Trấn Lương kêu con trai đi coi thử. Trung Trường Thắng là một cao thủ, một đấm một đá đã làm tổn thương kinh mạch của Trương Dương. Làm cho nội tức vốn đang bị tổn thương nghiêm trọng của hắn lại một lần nữa xung đột, nội thương càng trầm trọng hơn nữa. Trương Dương điều tức hơn 2 chu thiên, cũng không cách nào hồi phục lại thương tổn này như cũ, nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn chậm rãi mở mắt ra, thấp giọng nói, vào đi. Kiều Bằng Cử đẩy cửa tiến vào, cười nói, cảm giác thế nào? Trương Dương nói, đỡ rồi. Kiều Bằng Cử nói, Trung Trường Thắng là cảnh vệ của ông nội tôi, võ công rất lợi hại, hồi nãy thật sự là hiểu lầm. Cho nên mới ra tay với cậu, ông nội tôi đã lên án hắn mạnh mẽ rồi. Trương Dương thản nhiên cười nói, nếu nói là hiểu lầm thì không cần phải truy cứu. Hắn mới không tin đây là hiểu lầm đấy. Kiều Bằng Cử nói, thế nào, có thể đi ăn không? Cả nhà đang đợi cậu đấy. Trương Dương nói, ngực có chút khó chịu, không muốn ăn gì cả, các người ăn đi, chờ khi tôi đói bụng sẽ tự xuống ăn. Kiều Bằng Cử cũng không miễn cưỡng,
gật đầu xoay người đi. Hắn đi không bao lâu, Kiều Mộng Viện và Thí Duy cùng nhau tiến vào, hai người mang đến hai bộ quần áo cho Trương Dương. Trương Dương đến vội vàng quá, ngay cả quần áo cũng không có mang theo để thay, hồi nãy lại bị Trung Trường Thắng đánh cho hộc máu, áo sơ mi đã dính đầy máu của hắn, mua quần áo cho hắn coi như cũng là một phương thức biểu đạt sự áy náy. Trương Dương nhìn đống quần áo, nói chọn quần áo không tồi, nhưng mà tôi không thể thay quần áo không như vậy được, có mua đồ lót không? Kiều Mộng Viện đỏ cả mặt lên, thì Duy thì ném cái túi quần áo lên giường, mua rồi, hai chúng tôi mua cho anh đồ lót mới đấy, người ta nhìn chúng tôi bằng cặp mắt quái dị đó. Trương Dương cười ha hả nói, cô cứ nói là mua cho chồng. Thì Duy nói, cỡ anh cũng xứng sao? Kiều Mộng Viện không muốn tiếp tục dây dưa trong cái đề tài này nữa, nhẹ giọng nói, vì sao không đi ăn? Trương Dương nói, quả thật không muốn ăn, lực lượng của Trung Trường Thắng cũng thật mạnh, tôi phải mất vài ngày mới có thể khôi phục lại được. Kiều Mộng Viện thở dài nói, thật sự là xin lỗi, mời đến còn làm liên lụy anh bị thương, người nhà chúng tôi cảm thấy rất có lỗi. Trương Dương cười nói, không sao cả, dù sao thì con người của tôi cũng không được tốt tướng, dễ bị người khác hiểu lầm. Thì Duy cười hì hì nói, những lời này rốt cục cũng đúng rồi, nhìn cái bộ dạng của anh, liền biết không phải là người tốt rồi. Trương Đại Quan Nhân nói, tôi cũng có tướng mạo anh Tuấn, mi thanh mày tú vậy. Thì Duy nói, ngựa nào mà mặt chẳng dài, cái mặt của anh vừa đen thui vừa dâm tiện. Trương Dương nói, tôi bị thảm đến nổi này rồi, cô cũng đừng có chà đạp tôi nữa, biết cái gì gọi là chủ nghĩa nhân đạo không, cô nhường tôi hai câu không được sao. Thì Duy nói, người làm quan như anh chỉ thích người khác tâng bốc thôi, anh càng muốn tôi nhường, tôi càng không nhường anh. Chương 468, bị đánh lén 3. Trương Đại Quan Nhân nhìn cặp môi đỏ au của Thì Duy, trong đầu không khỏi nảy ra vài suy nghĩ kỳ quái. Thì Duy đương nhiên là không đoán được trong đầu thằng nhãi này đang tràn ngập ý niệm xấu xa âm u, thúc giục hắn thay đồ rồi đi ăn cơm nữa. Trương Dương nói, tôi thật sự không đi đâu. Kiều Mộng Viện nói, không ăn cơm được à, để bụng đói sẽ không có chỗ tốt với thân thể của anh đâu. Sở dĩ Trương Dương không muốn đi ăn, thân thể khó chịu là một chuyện, còn có một nguyên nhân khác là, ngồi cùng bàn với Kiều Lão và Kiều Trấn Lương sẽ làm cho hắn cảm thấy gò bó, hơn nữa Kiều Bằng Phi cũng có mặt, hắn nhìn thấy Kiều Bằng Phi là trong lòng không được tự nhiên ngay. Thì Duy nói, hay là chúng ta đến bên suối ăn đêm? Trương Dương lập tức đáp ứng ngay. Kiều Mộng Viện nói với người nhà một tiếng, Kiều Bằng Cử cũng không thích ở nhà ngồi không, chủ động yêu cầu cùng đi, Kiều Bằng Phi vừa nghe Trương Dương cũng đi, nhất thời bỏ ngay cái ý niệm cùng đi trong đầu, hắn và Trương Dương không hợp nhau, có thể tránh mặt thì tốt nhất nên tránh mặt. Nước suối cách biệt thự của Kiều Bằng Cử khoảng chừng 5 cây số, là một phiên chợ, bởi vì khi du lịch khai phá, chỗ này bắt đầu nóng lên, hình thành một chợ du lịch, tụ tập ẩm thực địa phương, hình thành một con đường ăn uống. Kiều Bằng Cử rất quen thuộc với chỗ này, mang bọn họ đi đến một quán cơm có thể là lão mụ mụ, bốn người ngồi trong phòng, Kiều Bằng Cử gọi một con gà trưng, một con ngỗng quay, và một phần thịt heo nướng, thì Duy nói, đừng gọi thịt hết, ăn nhẹ một chút. Kiều Bằng Cử đưa thực đơn qua cho cô, nói, anh gọi mấy món ăn đặc sản ở đây, em muốn ăn gì cứ gọi đi. Thì Duy cũng gọi món ăn, một con gà mái hấp, canh gà có dinh dưỡng, như vậy mới có lợi cho Trương Dương. Trương Dương cười cười, không ngờ rằng thì Duy cũng quan tâm đến mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kiều Bằng Cử nói, một con gà trống, rồi lại một con gà mái, nguyên liệu nấu ăn của quán này đều là đồ công nghiệp cả. Thì Duy nói là công nghiệp cũng đúng, bởi vì bây giờ ăn mấy thứ này có cái nào thuần khiết thiên nhiên đâu. Không có rau xanh nào không cần thuốc, không có gia cầm nào không cần thức ăn gia súc cả. Kiều Mộng Viện nói, đúng vậy. Khoa học kỹ thuật phát triển quá cũng mang đến nhiều mặt trái, dân chúng chỉ nhìn thấy hiệu quả và lợi ích trước mắt, quên đi ảnh hưởng lâu dài, đây là một hiện tượng không tốt của xã hội. Kiều Bằng Cử nói, việc này không đến lượt chúng ta quan tâm, là của cán bộ đảng viên, bây giờ quốc gia đang làm kinh tế, cái mà dân chúng nhìn thấy chính là tiền thật vàng thật, trừ phi là có thể thấy được lợi ích lớn hơn nữa, còn không thì em rất khó kêu bọn họ quay trở về nuôi trồng truyền thống được. Thì Duy nói, hay là chúng ta mở một vườn nuôi trồng đi, đặc biệt cung cấp những nguyên liệu nấu ăn chất lượng tốt, gà vịt heo không cần thức ăn gia súc công nghiệp, rau xanh không có thuốc, lấy sức khỏe làm chính, mọi người thấy thế nào? Kiều Bằng Cử cũng gọi thêm một món nữa, không khỏi cười nói, có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Em cứ tưởng như là thật vậy.
thì Duy nói, sao lại là tưởng như là thật, dù sao cũng phải có người làm chứ, ít nhất là chúng ta cũng có thể dùng bữa yên tâm. Kiều Bằng Cử nói, vì bản thân dùng bữa yên tâm, mà em đặc biệt làm cả một nông trại, như vậy có phải là quá khoa trương hay không? Thì Duy đắc ý gật đầu. Trương Dương nói, nếu như cô thật sự muốn làm, trở về phong trạch tôi sẽ xem xét một mảnh đất giúp cô đi đến đó nuôi heo thả dê. Tiểu thư mở nông trại, thì Duy không phải là người đầu tiên, Sở Yên Nhiên lúc trước đã nhập cổ phần với cha con Quách Đạt Lương trên núi Thanh Thai làm trại nuôi heo, mục đích của thì Duy thì xa hơn lớn hơn, cô muốn mở một nông trường, muốn tiến hành nuôi trồng quy mô lớn, trong lúc thì Duy phát thảo bản vẽ ra, thì rượu và thức ăn đã được mang lên. Trương Dương không dám uống rượu, gọi một ly trà xanh. Trương Dương thành thật nói, một đấm và một đá của Trung Trường Thắng cũng thật mạnh, tôi đã bị nội thương rồi, có thể là cần vài ngày mới khôi phục lại. Thì Duy nói, vài ngày à, bệnh của ông ngoại tôi chẳng phải cũng dừng lại sao, những lời của cô đã mang theo ý trách móc. Kiều Mộng Viện liếc nhìn cô một cách trách cứ, cô gái nhỏ này nói chuyện đúng là không biết sử dụng cái đầu, bây giờ nói ra chuyện này chẳng phải là làm cho Trương Dương thấy bọn họ quá thực tế sao. Cũng may là Trương Dương không chú ý. Hắn cười nói, ngày mai đi, trạng thái của tôi bây giờ không thích hợp đi châm, tôi muốn nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai sẽ trị liệu cho Kiều Lão, chuyện liên quan đến sức khỏe của Kiều Lão, tôi cũng không dám chủ quan, vốn nghĩ rằng có thể lập tức trị bệnh cho Kiều Lão, ai mà ngờ lại gặp phải chuyện này. Thật ra tuy rằng kinh mạch của thằng nhãi này tuy rằng bị chấn động, nhưng mà cái này cũng không gây trở ngại cho việc hắn đi châm cứu cho Kiều Lão, Trương Đại Quan Nhân cũng không thể để bị đòn oan được, bảo tiêu của Kiều Lão ông đánh tôi. Tôi phải cho ông chịu tôi một đêm, nếu mà Kiều Lão biết được nguyên nhân, nói thế nào cũng mắng người bảo tiêu của mình đến hộc máu thôi. Lý do của Trương Dương rất là đầy đủ, anh em Kiều gia đều tỏ vẻ thông cảm, thì Duy căm giận nói, đều là do cái tên Trung Trường Thắng kia, chúng ta đùa giỡn với nhau thì liên quan gì đến gã chứ, tự nhiên lại xông lên đánh cho Trương Dương một cái, nói đến đây thì cô bỗng nhiên nghĩ đến một việc, Trương Dương, tôi nhớ kỹ anh không phải rất lợi hại sao. Ngay cả đại sư huynh Sử Anh Hào của Bát Quái Môn cũng đánh không lại anh, ngày hôm nay bị cái dê hai y vậy. Võ công của Trung Trường Thắng cũng chỉ ngang ngửa với Sử Anh Hào, theo lý mà nói cũng không mạnh hơn anh bao nhiêu cả. Trương Đại Quan Nhân chỉ có thể cười khổ, đạo lý bên trong thì hắn không cách nào nói ra được rồi, bây giờ đừng nói là Trung Trường Thắng, ngay cả Kiều Bằng Phi hắn cũng không đánh lại nữa là, hắn thở dài nói, gần đây thân thể không được tốt lắm, cọp xuống đồng bằng mà. Lời tiếp theo thì hắn không có nói, nhưng mà ai cũng có thể hiểu được hết, hắn đang mắng Trung Trường Thắng là chó. Cọp xuống đồng bằng bị chó khinh, Trương Đại Quan Nhân cũng ý thức được trong khoảng thời gian gần đây mình cần phải cúi thấp một chút, nếu không gặp phải xung đột vũ lực, thì mình chỉ có thể rơi vào thế hạ phong mà thôi. Mùi vị của quán cơm cũng bình thường, nhưng mà nguyên liệu nấu ăn hẳn là không tồi, Trương Dương miễn cưỡng ăn một chén cơm, lúc trở về hắn dự định đi bộ, nhìn ngắm phong cảnh ven đường. Kiều Bằng Cử thì không có nhã hứng như vậy, một mình lái xe chạy về trước, Kiều Mộng Viện và Thì Duy thì cùng Trương Dương thả bước đi dạo dọc bờ sông. Ánh trăng rủ xuống trong bầu trời đêm, mặt sông nổi lên một luồng sáng, gió đêm thổi nhẹ, làm cho tinh thần thoải mái. Trương Dương nói, vịnh Bạch Sa này có thể xem là một chỗ nghỉ dưỡng thật tốt. Chương 468, bị đánh lén 4. Kiều Mộng Viện nói, ông nội rất thích ở đây. Trương Dương nói, một nhân vật phong vân như ông ấy mà có thể tĩnh tâm hưởng thụ cuộc sống điển viên, ý chí quả thật không tầm thường. Kiều Mộng Viện mỉm cười nói, ông đã về hưu rồi. Trương Dương đã nghe không ít tin đồn về Kiều Lão, hắn cười nói, lần này có cơ hội tôi muốn đi gặp lão nhân gia để lĩnh giáo biện pháp lên chức làm quan to. Thì Duy cười nói, ở quan trường ông là một cao thủ tuyệt thế, cậu chỉ là một tên côn đồ lưu lạc vào, chênh lệch cũng quá lớn rồi. Trương Dương nói, khinh thường người khác, không ai từ nhỏ sinh ra đã là quan lớn, Kiều Lão cũng phải từ cơ sở đi từng bước lên, chờ sau này khi tôi đến tuổi của ông ấy, có lẽ sẽ làm đến cấp bậc này. Kiều Mộng Viện cười nói, chỉ cần chuyên tâm làm việc, bất luận cái gì cũng đều có khả năng cả. Thì Duy nói, ngựa nào mà mặt chẳng dài, anh cũng không biết người ta ở sau lưng bình luận anh thế nào sao. Trương Dương nói, bình luận thế nào? Thì Duy nói anh ăn chơi đàn đúm. Rượu chèn trai gái hút sách, nói anh văn rốt võ nát, một vệ giáo chưa từng tốt nghiệp trung chuyên, dựa vào nịnh nọt lãnh đạo, cho nên mới có thể leo nhanh đến vị trí ngày hôm nay. Trương Đại Quan Nhân nói, tên khốn nào nói tôi như vậy thế, nếu như để cho tôi bắt được, tôi không đánh hắn rụng hết răng là không thể.
thì Duy nói, nhìn kìa, bị nói chúng tim đen rồi. Trương Dương nói, là cô bịa ra à? Thì Duy nói, tôi làm gì buồn chán như vậy? Trương Dương nói, ăn uống thì tôi thừa nhận, nhưng mà chơi gái thì tôi chưa từng đụng vào, tôi không chỉ không chơi gái, mà tôi còn ra sức đóng cửa Hoàng gia giả nhật và kim toa, tôi là tiên phong trong lĩnh vực này. Kiều Mộng Viện nói, tôi cũng chưa từng thấy anh đánh bạc hút thuốc bao giờ. Trương Dương nói, cho nên cái này căn bản là hãm hại danh dự của tôi đích thật là vệ giáo sinh, nhưng mà tôi đã tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp trong tay rồi, bây giờ tôi là khoa chính quy rồi, sắp có được bằng tốt nghiệp trong tay rồi, cái gì mà trung chuyên sinh. Người nói tôi hẳn là đố kỵ tôi thôi. Thì Duy nói, chỉ cần một ngày chưa lấy được bằng tốt nghiệp thì một ngày vẫn là trung chuyên sinh. Trương Dương nói, trung chuyên thì làm sao? Bằng cấp không có nghĩa là tố chất, với tố chất của tôi mà nói, bác sĩ có bằng cấp đàng hoàng cũng chưa chắc đã có thể so sánh với tôi. Thì Duy nói, tố chất cái gì? Không nói không rằng đã ra tay đánh người ta, ra tay phá phách cướp bóc, nói anh là cán bộ quốc gia, còn không bằng nói anh là một tên lưu manh đầu đường. Kiều Mộng Viện không nhịn được cười rộ lên. Trương đại quan nhân trừng to mắt ra nói, cô mà còn phỉ báng tôi nữa, tôi sẽ kiện cô, biết mã ích lượng không? Cũng bởi vì phỉ báng cho nên đã bị bắt vào tù rồi. Thì Duy nói, tôi sợ anh kiện sao? Có gan thì đi kia tôi đi, dù sao thì cũng không phải là tôi nói. Nghe nói bây giờ có rất nhiều danh nhân đều nhờ vào ra tòa nên gặp may, nói không chừng anh mà kiện tôi liền đỏ lên. Trương Dương cười nói, vậy tôi đây không kiện, không cho cô có cơ hội gặp may. Bọn họ vừa đi vừa đấu đá với nhau, Kiều Mộng Viện vừa nghe vừa cười liên tục, trong bất chi bất giác đã về đến cửa biệt thự. Mọi người đang ngồi đánh bài dưới lầu, kỹ thuật đánh bài của Kiều Lão cũng không tồi, ông và Kiều Bằng cử hợp tác, Kiều Trấn Lương và Kiều Bằng phi hợp tác, thấy bọn người Trương Dương vào, Kiều Trấn Lương thấy Trương Dương đến liền chào một cái, cười nói tiểu Trương, lại chơi một chút đi. Trương Dương nói, tôi không chơi đâu. Trung Trường Thắng đứng một bên quan sát đã chủ động đi đến. Cười cười nói với Trương Dương, chuyện hồi chiều thật là xin lỗi, tôi hiểu lầm, ra tay nặng quá. Vừa rồi gã mới bị Kiều Lão mắng cho một trận cho nên mới đi đến xin lỗi Trương Dương trước mặt mọi người. Trương Dương cười nói, không sao cả, dù sao thì cũng là hiểu lầm thôi, gần đây thân thể của tôi không được tốt, chờ khi tôi khôi phục lại rồi, ngày nào đó nhất định sẽ tìm anh luận bàn một chút. Trương đại quan nhân cũng không nuốt cục giận này xuống một cách đơn giản, những lời này chính là một sự khiêu chiến chính thức công khai. Trung Trường Thắng nói, tùy thời phụng bồi. Lúc giao đấu với Trương Dương, gã cho rằng võ công của Trương Dương cũng không có gì ghê gớm, thấy rằng mình tất thắng là điều không thể nghi ngờ. Kiều Bằng Phi nghe thấy như vậy, cũng quay đầu lên nhìn Trương Dương một chút, Trương Dương cười cười với hắn, trong nụ cười tràn ngập ý lạnh. Đúng là có tật giật mình. Kiều Bằng Phi đột nhiên cảm thấy nội tâm sợ hãi, hoảng hốt cúi đầu xuống đánh bài. Trương Dương cũng không ở lại quấy rối bọn họ, theo Kiều Mộng Viện và Thì Duy đi ra phía sau đến phòng tắm suối nước nóng, sở dĩ Kiều Bằng cử mua căn biệt thự này, chủ yếu là nhìn chúng suối nước nóng trong biệt thự. Sau khi mua căn biệt thự này, hắn đặc biệt lắp đặt thiết bị ở đây, phòng nước suối có tổng cộng 4 cái ao, Trương Dương chọn một cái ao nước suối nóng nhất, thoải mái nằm thả xuống. Con mắt thì nhìn hai chị em Kiều Mộng Viện và Thì Duy, bọn họ đều đã thay đồ tắm hết rồi, đường cong mê người là lướt hiện ra, ánh mắt của Trương Dương làm càn quá mức, rực cháy đến nổi làm cho hai người có chút không được tự nhiên, Thì Duy trách mắng, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua. Trương đại quan nhân cười cười nói, thấy rồi. Thì Duy lúc này mới nhớ ra là lúc mình rơi xuống nước đã bị cởi sạch sẽ ra, nhìn từ đầu xuống chân một lần, mặt cười nóng lên, cầm khăn mặt dính nước đánh lên đầu của Trương Dương. Trương đại quan nhân đã sớm có đề phòng, cả người vọt qua một bên, chụp lấy khăn mặt, nhẹ nhàng kéo một cái, Thì Duy mất thăng bằng, trượt chân một cái, ngã cái ầm vào trong ao nước, cô vùng dậy khỏi mặt nước, nhiệt trong bên trong khá nóng, làm cho cô vội vã nhảy vọt ra khỏi ao, nói, nóng quá, anh chuẩn bị luộc heo hả? Trương Dương cười nói, nóng mới thoải mái. Kiều Mộng Viện và Thì Duy cùng nhau xuống ao, Kiều Mộng Viện đem mâm đựng trái cây và nước uống đã chuẩn bị tốt đặt ở giữa. Trương Dương đi ra cầm lấy bình nước uống một ngụm, cũng đi đến ao của hai cô, cười tủm tỉm nhìn Kiều Mộng Viện, có thể cùng tắm với hai vị mỹ nữ, thật sự đúng là phúc khí mà tôi đã tu luyện từ kiếp trước. Kiều Mộng Viện nói, tôi xin anh, thuần khiết một chút đi, cảnh giới tư tưởng của đảng viên đều rất là cao. Trương Dương nói, đảng viên cũng không có nói dối thì không phải là đảng viên tốt, tôi hạnh phúc nói ra, là mong muốn có thể chia sẻ với hai người.
thì Duy nói, cùng tắm với anh là bất hạnh của tôi sợ buổi tối sẽ gặp phải ác mộng. Trương Dương cười nói, lần đầu luôn luôn là không quen, lâu dần sẽ chậm rãi quen thôi, thậm chí là nghiện đấy. Kiều Mộng Viện và Thì Duy đều nghe ra mùi vị dối trá trong lời nói, mặt của hai người đều đỏ lên, cũng may là trong ao nước suối nóng, khí nóng bốc lên, mặt đỏ cũng không có vẻ đột ngột quá mức, Thì Duy nói Trương Dương, da mặt của anh đã dày từ nhỏ rồi hay sao? Chương 468, bị đánh lén 5. Trương Dương nói, mẹ tôi nói lúc tôi sinh ra thì mặt chạm đất trước. Kiều Mộng Viện và Thì Duy đều bật cười hì hì, Trương Dương xòe cánh tay ra. Vóc người của thằng nhãi này bởi vì rèn luyện lâu dài cho nên rất săn chắc. Bình thường không có cơ hội biểu lộ vẻ đẹp nam tính, ngày hôm nay vừa vặn có một cơ hội. Thì Duy nói, không nhìn ra cơ thể của anh lại còn phát triển như vậy. Trương Dương cười nói, mỗi ngày tôi đều rèn luyện, sự hấp dẫn của đàn ông không phải ở tướng mạo, mà là ở dáng người. Thì Duy nói, ừ, dáng người của anh thật là không tồi. Cô ta cái gì cũng dám nói cả. Trương đại quan nhân liền đáp lời cô, dáng người của cô cũng không tồi. Kiều Mộng Viện đã không chịu nổi nữa, hai người đừng có nói mấy lời buồn nôn này nữa, chưa từng thấy ai tự khen lẫn nhau như hai người, Trương Dương nói, dáng người của cô cũng tốt, bình thường đúng là nhìn không ra. Kiều Mộng Viện xấu hổ chịu không nổi, leo lên bờ, phủ khăn tắm lên nói, tôi không chịu nổi nữa, Trương Dương, anh thật sự là nói chết người không đền mạng mà. Thì Duy cũng phụ họa theo, em cũng không chịu nổi nữa. Trên đời này đúng là không có kẻ nào có da mặt dày hơn hắn. Trương Dương nói, khoa học nghiên cứu chứng minh rồi, lúc đàn ông và đàn bà cùng tắm với nhau, đàn ông thích nhìn mặt của đàn bà, còn đàn bà thì thích ngắm thân thể của đàn ông. Kiều Mộng Viện nói, cuồng tự kỷ, anh cứ ở chỗ này mà mèo khen mèo dài đuôi đi, chúng tôi trở về làm thiên thu đại mộng của chúng tôi. Thì Duy cũng lên bờ, đem khăn mặt ướt sũng đánh Trương Dương một cái, Trương Dương đưa tay chụp lấy, ngửi ngửi nói, thật thơm. Thì Duy chỉ vào hắn, mắng, đại sắc lang. Trương đại quan nhân cười ha hả, hai tay mở ra đặt lên trên bờ ao, lặng lặng hưởng thụ cảm giác suối nước nóng làm nở từng lỗ chân lông ra, Kiều Bằng Cử thật sự đúng là biết tìm chỗ. Lúc Trương đại quan nhân đang hưởng thụ, thì đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên, Kiều Bằng Cử đã đến, mẹ hắn vừa đến thế chỗ cho hắn. Kiều Bằng Cử xuống ao nước nóng, nói với Trương Dương, thủy chất của suối nước nóng này là tốt nhất vịnh Bạch Sa, tôi đặc biệt tìm người giám định qua. Trương Dương nói, thật sự là một chỗ dưỡng sinh rất tốt. Kiều Bằng Cử nói, tôi mua chỗ này cũng là vì có một chỗ nghỉ ngơi thư giãn cuối tuần cho cha mẹ. Cha tôi từ khi lên làm bí thư tỉnh ủy Bình Hải, tóc bạc không ít, cả ngày ngồi ở bàn làm việc không có chỗ tốt gì cho thân thể, có thời gian dẫn ông đến tắm nước nóng, câu cá cũng có thể thả lỏng một ít. Trương Dương cười nói, Kiều Tổng thật sự là hiếu thuận nha. Kiều Bằng Cử nói, hai năm nay nương theo gió đông cải cách. Tôi cũng buôn bán kiếm lời không ít tiền, có tiền thì phải báo đáp người nhà. Trong lòng Trương Dương nói, anh không phải là nương theo gió đông cải cách, mà là nương theo gió đông của trưởng bối. Kiều Bằng Cử nói, người khác đều cho rằng tôi kiếm được tiền bởi vì trong nhà có bối cảnh, thật ra đầu tư cũng là một môn học, không thể chỉ dựa vào bối cảnh và quan hệ, nếu như bản thân không có năng lực, thì cũng không cách nào kiếm được tiền. Trương Dương cười nói, hai anh em nhà anh đều là kỳ tài thương giới. Kiều Bằng Cử cười nói, Kiều gia chúng tôi hai đời trước đều là chức vị, chỉ là đến đời chúng tôi thì đã không còn hứng thú gì với con đường làm quan cả. Bây giờ bộ ngành chính phủ chỉ có ba cái, những người khác trên cơ bản đều chọn lựa đi làm ăn. Nói đến việc làm ăn, Mộng Viện là một đứa làm ăn đến nơi đến chốn, tiền đồ phát triển sau này đúng là khó mà đoán được. Trương Dương nói, anh cũng không tồi, lần này đầu tư cho cảng nước sâu Nam Tích hẳn là cũng kiếm được không ít tiền phải không? Kiều Bằng Cử nói, khái niệm đầu tư của tôi là không đặt toàn bộ trứng gà cùng một rổ, làm đầu tư có mạo hiểm rất lớn, làm không tốt thì sẽ đối mặt với cảnh gà bay trứng vỡ, tất cả đều là công dã tràng hết. Trương Dương nói, tin tức của anh nhanh nhẹn hơn người khác, mạo hiểm trong phương diện đầu tư cũng không quá lớn. Kiều Bằng Cử cười nói, cũng không hẳn là vậy, ví dụ như chuyện sân bay mới Giang Thành lần này, trước khi tỉnh công bố kế hoạch đầu tư, tôi luôn cho rằng tỉnh sẽ chú trọng đến hạng mục cảng nước sâu của Nam Tích. Ông già của tôi rất kín miệng, không hề tiết lộ một chút tin tức nào với đứa con trai này cả, nên không ai ngờ rằng đến cuối cùng ông ta lại tung ra chiêu, minh thu sản đạo ám độ trần thương, ngoài mặt thì sửa đường nhưng thực tế là ngầm chiếm dụng kho thóc thành ngữ, làm cho đa số nhà đầu tư chao đảo. Trương Dương cười nói, chiêu này của bí thư Kiều quả thật cũng cao minh, anh chạy đến cảng nước sâu Nam Tích để đầu tư,
người khác khẳng định sẽ cho rằng trọng điểm bồi dưỡng của tỉnh sẽ là hạng mục cảng nước sâu của Nam Tích đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Kiều Bằng cử cười khổ nói, tôi cũng bị ông lợi dụng, trong chuyện lần này hành động của tôi chỉ là mồi nhử, có tác dụng thu hút đầu tư của những người khác. Trương Dương cười ha hả nói, anh làm ra cống hiến cho việc phát triển kinh tế Nam Tích, nhưng mà lại là một anh hùng vô danh. Kiều Bằng cử nói, rất nhiều người đầu tư cho rằng lần này là tôi và ông già liên thủ diễn trà, thật ra tôi rất là oan uổng. Trương Dương nói, nếu nói anh không hề biết trước được tin tức, thì khẳng định là không ai tin tưởng. Kiều Bằng cử gật đầu nói, gừng càng già càng cay, lúc trước tôi luôn cảm thấy rằng rất nhiều quan niệm của ông già đã lạc hậu, nhưng mà bây giờ rốt cục đã rõ ràng. Cha tôi nhìn nhận vấn đề còn thấu triệt hơn cả tôi. Thông qua chuyện này, nhận thức của Trương Dương về Kiều Trấn Lương cũng đã có thay đổi rất lớn. Con người của Kiều Trấn Lương từ trước đến giờ luôn làm cho hắn không thể đưa ra đánh giá toàn diện. Con người này quá sâu, làm cho nhìn mãi cũng không thấy rõ đáy. Kiều Bằng cử nói, tôi cũng đã bàn được một hạng mục đầu tư tại sân bay mới của Giang Thành. Trương Dương ngẩn ra, cái này thì hắn thật đúng là không có nghe nói. Hắn thấp giọng nói, sao tôi lại không biết? Kiều Bằng cử cười nói, không có bàn với cậu, tôi và Ngô Trung Nguyên của Bình Trung Kiến Thiết bàn đầu tư với nhau, sân bay của các người cần mở một thương điếm, Ngô Trung Nguyên mặc dù có thực lực, chỉ là con người của ông ta quá cẩn thận, không dám mạo hiểm quá lớn, tôi nắm được cơ hội này, liền bàn thành công hạng mục đầu tư. Trương Dương cười nói, đầu tư của anh đúng là mọc lên như nấm vậy. Kiều Bằng cử nói, những phương diện hồi khoản của Bình Trung Kiến Thiết, sau này còn cần cậu chiếu cố nhiều. Tôi phải bảo đảm lợi ích đầu tư của tôi. Nếu Kiều Bằng cử đã nói ra như vậy, Trương Đại Quan Nhân đương nhiên không thể từ chối được. Hắn mỉm cười nói, yên tâm đi, chỉ cần Bình Trung Kiến Thiết có thể bảo đảm chất lượng công trình và kỳ hạn, thì phương diện hồi khoản tôi sẽ ưu tiên lo lắng. Kiều Bằng cử cũng rất thích sự sảng khoái của Trương Dương, gật đầu nói, phần nhân tình này tôi sẽ nhớ kỹ, sau này có chỗ nào cần dùng đến tôi nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ. Trương Dương nói, chuyện nhờ anh hỗ trợ sau này khẳng định là không ít, đến lúc đó anh cũng không thể từ chối nha. Kiều Bằng cử cười ha hả nói, tôi xem cậu là bạn thân, chỉ cần là chuyện tôi có thể làm, nhất định sẽ tận lực. Chương 469, Tâm có mãnh hổ 1. Sáng sớm Trương Dương rời giường mở rèm cửa sổ ra, thấy Kiều Lão mặc một bộ đồ lao động giống ngày hôm qua đang ngồi xổm trong hoa viên cắt cành tỉa lá, nhìn bóng lưng của Kiều Lão. Thật sự rất khó tưởng tượng một ông già thoạt nhìn có vẻ bình thường này lại chính là một nhân vật đã quát tháo nhiều năm trên chính đàn trong nước. Nắng sớm chiếu lên làm cho thân của Kiều Lão phủ kín một tầng ánh sáng màu vàng, Trương Dương chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ có cơ hội tiếp xúc gần gũi với một nhân vật phong vân như vậy. Ánh mắt của Kiều Lão bị một đóa hoa hàm tiếu hấp dẫn, ông nhìn qua, tựa hồ như muốn ngửi lấy mùi thơm, chỉ là lập tức ý thức được cái gì, xoay người lại, thấy Trương Dương đang đứng nhìn trộm mình trên cửa sổ. Dù có mang khẩu trang lớn, nhưng ánh mắt sắc bén của Kiều Lão vẫn đủ xuyên thấu không gian, giống như là nhìn thẳng vào sâu nội tâm của Trương Dương. Trong nháy mắt Trương Dương liền sản sinh ra một cảm giác bại lộ tất cả trước mắt người ta vậy, hắn cười cười với Kiều Lão gật đầu, lại xoay người sang chỗ khác, tiếp tục công việc của mình. Sau khi Trương Dương rửa mặt hoàn tất xong, đi đến hoa viên, Kiều Lão cũng chăm sóc cây lá xong, đem những hoa hư lá rụng bỏ hết vào trong thùng rác. Ông chủ động đi qua hướng của Trương Dương. Trương Dương cung kính chào một tiếng, Kiều Lão, chào buổi sáng. Kiều Lão lộ ra vài phần ý cười, thấp giọng nói, thân thể đỡ chưa? Trương Dương gật đầu nói, đỡ rồi. Kiều Lão nói, Trung Trường Thắng thật liều lĩnh, những lời này đã biểu đạt sự áy náy một cách huyền chuyển với Trương Dương. Trương Dương cười nói, thể cốt của tôi coi như cũng cường tráng. Quyền cước của hắn tôi vẫn có thể chịu được, những lời này của Trương Dương ít nhiều gì cũng lộ ra mùi vị tự ái bản thân, dù sao thì ngày hôm qua chuyện hắn bị Trung Trường Thắng đánh cho hộc máu, tất cả mọi người đều biết hết. Kiều Lão nói, không có việc gì là hay nhất. Trương Dương nói, Kiều Lão, chuẩn bị một chút, trở về tôi sẽ châm kim cho ngài. Kiều Lão gật đầu nói, tôi đã chuẩn bị tốt rồi. Ứng với yêu cầu của Trương Dương, lúc hắn châm kim cho Kiều Lão thì bất luận kẻ nào cũng không được có mặt. Theo Kiều Bằng Phi thấy thì thằng nhãi này cố ý làm ra vẻ huyền bí, nhưng nếu như tất cả mọi người đều tôn trọng yêu cầu của Trương Dương, thì hắn cũng không thể nào đưa ra phản đối được. Kiều Lão ngồi lặng lẽ trong phòng, mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy rằng bệnh mặt than đã làm cho khuôn mặt của ông không được bình thường, nhưng mà vẻ mặt của ông vẫn như không hề có chút dao động gì cả, trong hai mắt cũng đã khôi phục lại sự bình thản ấm áp, không tìm được một chút cảnh giác hay sắc bén nào hết.
Theo Trương Dương thấy, Kiều lão là một cao thủ đã tu luyện đến mức tận cùng rồi, trở về nguyên trạng, khí chất lạnh thấu xương từ lâu đã được chất chứa trong nội tâm, nếu như không phải sáng nay vô tình nhìn thấy được uy thế ngạo nghễ thiên hạ của ông, thì Trương Dương cũng rất khó tin một ông già có vẻ tầm thường này lại chính là Kiều lão tung hoành ngang dọc một thời trên chính đàn năm xưa. Kiều lão đã sớm ý thức được Trương Dương đang lưu ý tất cả của ông. Ông mỉm cười nói, tôi có chỗ nào khiến cho cậu lưu ý. Trương Dương nói, Kiều lão chẳng lẽ không biết rằng bản thân mình là một truyền kỳ trong lòng rất nhiều người sao? Kiều lão nở nụ cười này làm cho hai gò má không phù hợp của ông hiện ra rõ ràng. Ông nhẹ giọng nói, xem người khác trở thành thần, là bởi vì bản thân thiếu đi ý thức trách nhiệm đối với xã hội, đem hy vọng gửi gắm vào người khác, chứ không nghĩ rằng sẽ kiên định làm việc, cũng không có dũng khí gánh chịu trách nhiệm. Ông đổi giọng đổi đề tài, nói cậu thấy ta thế nào? Trương Dương cười nói, thấy ngài rất bình thường. Kiều lão rõ ràng sửng sốt một chút, từ lúc chào đời đến nay lần đầu tiên có người cho ông cái đánh giá như vậy, ông nhìn tên nhóc không biết trời cao đất rộng này, và bắt đầu chờ mong tương lai sau này của hắn. Trương Dương nói, lúc trước ngài cao không thể xâm phạm, đem ngài thành thần cũng không có gì khoa trương cả, tôi thấy rằng cái này không phải là thiếu đi ý thức trách nhiệm xã hội. Cũng không phải là thiếu dũng khí gánh chịu trách nhiệm, tôi thấy là ngài cách tôi quá xa, trên chính đàn ngài đại biểu cho sự tồn tại đỉnh cao, mà tôi là một bụi cỏ nhỏ ở trong hang núi, đối với ngài là ngẩng cao đầu nhìn. Thằng nhãi này dừng lại một chút rồi nói tiếp, tôi không phải là đang vuốt mông ngựa, tôi thật sự là thấy cái gì thì nói cái đó thôi. Kiều lão nói cho hết lời đi. Trương Dương cười cười nói, từ cái hành động đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi của ngài. Tôi mới phát hiện ra ngài là một người có nguyên tắc đảng tính rất mạnh, gấp những cái quần chúng gấp, cần những cái quần chúng cần, một nhân vật lớn như vậy, lại cam tâm vì một nhân vật nhỏ như tôi, mà làm một chuyện nhỏ như vậy, là đáng quý cỡ nào, lấy nhỏ trông lớn, bây giờ rốt cục đã rõ cái gì gọi là bình dị gần gũi rồi. Kiều lão mỉm cười nói, cái miệng của cậu thật sự là biết nói chuyện, thảo nào tuổi còn rẻ như vậy mà đã là cán bộ cấp phó sử. Trương Dương vừa nghe liền thấy có chút không đúng. Kiều lão đang châm chọc mình sao? Hắn vội vàng giải thích, Kiều lão, tôi thật sự là nghĩ như vậy mà. Kiều lão cười ha hả, ông gật đầu nói, đừng hoảng hốt, thật ra ai cũng thích nghe nịnh hót cả, lời nịnh hót của cậu coi như là sự thật trước mắt thôi. Trương Dương thấy Kiều lão cũng không phải là thật sự tức giận, lúc này mới yên lòng, cung kính nói, Kiều lão, tôi châm cho ngài nha. Kiều lão gật đầu, ông nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng nói, tôi đã chuẩn bị tốt từ lâu rồi, bắt đầu đi. Trương Dương mở hộp châm, lấy ra một cây kim châm, đứng trước mặt một nhân vật phong vân của chính đàn, tận sâu trong nội tâm của Trương Dương không khỏi có chút thấp thỏm, hắn hít sâu một hơi, lúc đang chuẩn bị châm kim cho ông ta, thì bỗng nhiên cảm thấy được có một tia sáng chợt lóe từ xa, Trương Dương bỗng quay đầu lại, tai Y-61 được một tia sáng phản quang từ ngoài bụi hoa chiếu vào. Trương Dương cũng không có kéo rèm cửa sổ lại, hắn nhất thời ý thức được có người ở phương xa đang giám sát nhất cử nhất động của hắn. Kiều lão cũng không có mở mắt ra, nhưng ông từ động tĩnh của Trương Dương cũng đã nghe ra cái gì đó, thấp giọng nói, có việc. Trương Dương nói, không có việc gì. Hắn đi qua, kéo rèm cửa sổ lại. Kiều lão bình tĩnh nói, có thể là Trường Thắng đang giám sát cậu, hắn là một người lúc nào cũng không quên chức trách của bản thân. Trương Dương nói, tôi rất thích những người có trách nhiệm, hắn trở về bên người của Kiều lão, nâng gò má của ông lên, nhẹ giọng nói, thả lỏng, một châm đâm xuống. Nhất định sẽ làm cho nụ cười của ngài trở lại sáng lạn một lần nữa. Kiều lão cảm thấy mi tâm ấn đường, khoảng giữa hai hàng lông mày, đau đớn, sau đó một cảm giác tê dại không nói nên lời cũng khuếch tán ra, cơ mặt của ông không tự chủ run lên, phần đuôi của kim châm theo sự rung động cơ mặt của ông mà cũng không ngừng nhảy lên. Trương Dương rất bình tĩnh đứng phía trước Kiều lão, quan sát thay đổi rất nhỏ trên mặt của ông, đại khái là qua khoảng 5 phút đồng hồ, hắn nhẹ nhàng rút kim châm ra. Mỉm cười nói, hết bệnh rồi. Chương 469, tâm có mãnh hổ 2. Kiều lão nửa tin nửa ngờ đối với những lời của Trương Dương, nhưng mà khi cảm giác tê dại trên mặt ông hoàn toàn rút đi, cảm thấy cơ mặt thoải mái hơn rất nhiều, ông thử nổi giận một chút, hai gò má nâng cao lên, cũng không còn có bất kỳ hiện tượng đau đớn hay sơ cứng nào nữa. Trương Dương cầm lấy một cái gương đưa đến trước mặt Kiều lão, ông nở nụ cười một chút, nụ cười của ông rất cân đối. Môi cũng không còn bị lệch nữa, Kiều lão lúc này mới một lần nữa nhìn kỹ lại người thanh niên trước mặt, ông đã gặp qua không ít danh y am hiểu châm cứu, nhưng mà có thể làm được cái chuyện một châm chữa khỏi khuôn mặt cho mình thì đúng là chỉ có một mình Trương Dương, Kiều lão khen từ trong đáy lòng, cao thủ trong cao thủ.
Trương Dương cười nói, không dám, chỉ là một cái nhấc tay. Những lời này là ý tứ khiêm tốn, nhưng mà khuôn mặt lại hiện ra vẻ đắc ý rào rạt, sử dụng chiêu thức này trước mặt Kiều lão, khẳng định có thể lưu lại một ấn tượng khắc sâu trong ông. Cảm ơn, có thể khiến cho Kiều lão nói ra hai chữ này cũng không dễ dàng. Trương Dương nói, đừng khách khí, chúng ta coi như là hòa nhau, ngài đã đưa giấy vệ sinh cho tôi. Kiều lão cười ha hả, đứng lên, ông xoay người rời khỏi phòng. Cả nhà Kiều gia tất cả đều đang lo lắng chờ đợi ở bên ngoài, thấy Kiều lão tinh thần đầy hưng phấn đi ra, cả đám mới yên lòng lại, tuy rằng không ai chứng kiến một châm thần kỳ của Trương Dương, nhưng mà sau khi Kiều lão nhận được một châm xong thì khuôn mặt đã trở lại hoàn hảo như lúc đầu, cái này quả thật là một chuyện thật không thể cãi được. Ngay cả Kiều Bằng Phi cũng không thể không thừa nhận, thằng nhãi này quả thật rất có tài. Trong lúc cả nhà Kiều gia vì Kiều lão hồi phục mà vui mừng không ngớt, thì Trương Dương đã lặng lẽ về đến phòng của mình, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Kiều Mộng Viện nhẹ nhàng gõ cửa phòng của hắn, cửa phòng của Trương Dương cũng không có khóa, từ tiếng bước chân hắn đã nghe ra người đến chính là Kiều Mộng Viện, mỉm cười nói cửa không khóa, vào đi. Kiều Mộng Viện nhẹ giọng nói, anh phải đi. Trương Dương gật đầu, nâng túi du lịch lên, thân thể của Kiều lão đã bình phục, chuyện cô ủy thác cho tôi đã hoàn thành, bây giờ không đi, lẽ nào muốn ở lại nhà của cô cả đời. Kiều Mộng Viện nói, cả nhà chúng tôi đều rất cảm kích anh, Trương Dương, ở lại ăn một bữa cơm nha. Trương Dương cười nói, quên đi, buổi trưa tôi có hẹn với bạn rồi, ở trong nhà của cô, tôi luôn cảm thấy rất gò bó, cô biết đấy, con người của tôi tùy tiện quen rồi, kêu tôi giữ phép tắc thành thật ngồi yên, thì còn khó chịu hơn là bắt tôi phải ngồi tù nữa. Kiều Mộng Viện cắn môi anh đào, xin lỗi. Cô nói những lời này đương nhiên là bởi vì Trương Dương vô duyên vô cớ bị Trung Trường Thắng đánh cho bị thương. Trương Dương cười nói, giữa chúng ta không cần nói những lời này, cô coi tôi là bạn, tôi cũng coi cô là bạn, tôi đến trị liệu cho Kiều lão, cũng không phải là bởi vì thân phận của ông ấy, mà bởi vì ông ấy là ông nội của cô. Kiều Mộng Viện là một cô gái thông minh, Trương Dương dùng những lời này để nói với cô những gì, cô đương nhiên hiểu rõ, trong lòng cảm động không nói nên lời, Kiều Mộng Viện nhẹ giọng nói, tôi vĩnh viễn sẽ quý trọng một người bạn như anh. Trương Dương vác túi du lịch lên. Nói tôi hẳn là ở Đông Giang vài ngày, vất vả lắm mới có cơ hội nghỉ ngơi thật tốt một chút rồi đi. Kiều Mộng Viện cùng hắn đi ra phòng khách, rồi chào tạm biệt người nhà. Kiều Trấn Lương nghe nói Trương Dương phải đi, nói cái gì cũng cực lực giữ lại. Chỉ có Kiều Lão là nói, được rồi, ta thấy Trương Dương ở chỗ này luôn bị gò bó, chúng ta cũng đừng ép buộc hắn. Trương Dương phát hiện ra mắt của ông già này còn sáng hơn cả đuốc nữa. Kiều Trấn Lương có chút tiếc hận nói, còn muốn cậu viết tranh chữ cho tôi. Trương Dương cười nói, bí thư Kiều, yêu cầu này tôi thật ra có thể thỏa mãn, nhưng mà tôi nghe nói thư pháp của Kiều lão cũng có phong cách riêng, mượn cơ hội này, xin Kiều lão một bức tranh chữ. Kiều lão không ngờ thằng nhãi này đi hết một vòng rồi ném mọi chuyện lên trên đầu mình, mỉm cười nói, cậu muốn ta viết cái gì? Trương Dương nói, không phải là cho bản thân tôi. Tôi muốn xin Kiều lão viết một bức tranh chữ cho sân bay mới của Giang Thành. Đây là sinh nghĩ vừa mới nảy ra của Trương Dương, sân bay mới của Giang Thành tuy đã trở thành công trình trọng điểm, nhưng mà trong thể chế của Bình Hải thì vẫn không có thanh thế lớn như cảng nước sâu Nam Thích. Nếu như Kiều lão nguyện ý viết cho nó một bức tranh chữ, thì coi như là nói với mọi người rằng Kiều lão cũng tỏ thái độ rõ ràng với sân bay mới này, và cái này sẽ có tác dụng hấp dẫn đầu tư rất lớn, bản tính của Trương Dương cũng được hiện ra khôn khéo. Kiều lão nở nụ cười, người thanh niên này cũng có chút tâm cơ, ông gật đầu nói, tốt, ta viết cho cậu một bức, nhưng mà, cậu phải ở lại ăn một bữa cơm với ta rồi đi. Trương Dương cung kính nói, một lời đã định. Cả nhà đều tụ tập lại trong phòng sách rộng lớn, Kiều lão tự tay chà mực, viết xuống những dòng chữ lớn trên tấm giấy tuyên thành. Đại bàng nhất nhật đồng phong khởi, phù diêu trực thượng cửu vạn lý. Tạm dịch, đại bàng một ngày gặp gió nổi, cất cánh bay cao 9.000 dặm. Đây là một trích lục trong bài thơ, Thượng Lý Ấp của đại thi nhân thời đại Đường Lý Bạch, cực kỳ phù hợp với ý nghĩa xây dựng sân bay mới Giang Thành, thư pháp của Kiều đã mở rộng ra tất cả, cầm bút lông già dặn, mang theo phong cách cổ xưa, Trương Dương trong thư pháp cũng có trình độ không tầm thường, liếc mắt liền nhìn ra thư pháp của Kiều lão có ý và thế lập lại, nói đến tinh chất kỹ xảo thì không cách nào so sánh với Thiên Chỉ tiên sinh, thậm chí là không thể so với mình, nhưng mà nếu nói về khí thế và ý cảnh, thì giống như Hoàng Hà cuồn cuộn. Muôn hình vạn trạng, nếu không có ý chí và tu vi của ông thì không cách nào viết ra được những dòng chữ đầy khí thế như vậy.
Trương Dương khen từ trong đáy lòng, chữ hay. Kiều lão cười nói, sư phụ để bút không hay cầm bút, chê cười. Kiều Mộng Viện nói, thư pháp của ông nội tôi rất ít khi nào tặng cho người khác, bức tranh chữ này ngày hôm nay tặng cho anh là vì một châm của anh. Trương Dương cười nói, một châm ấy đã được trả tiền công từ sớm rồi. Tất cả mọi người đều không rõ gì cả, Kiều lão và Trương Dương liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười, không ai nghĩ ra việc Kiều lão tặng mấy tấm giấy vệ sinh cho Trương Dương giống như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Sau khi cất kỹ bức tranh chữ của Kiều lão, đã đến lượt của Trương Dương. Trương Dương dùng khăn nóng xoa xoa tay, đây là thói quen viết chữ của hắn, sau đó sẽ cho ra một tuyệt bút, kinh mạch của hắn bị thương, trạng thái thân thể bây giờ cũng không phải là tuyệt hảo, muốn viết ra một bức tranh chữ tốt, thì cần trạng thái thân thể và trạng thái tinh thần đều đạt đỉnh cao. Chỉ là ngày hôm nay ở trước mặt nhiều người như vậy, Trương Dương cũng nổi lên tâm lý khoe khoang, hắn nhắm hai mắt lại, suy nghĩ xem nên viết cái gì, bỗng nhiên trong đầu xuất hiện tình cảnh sáng sớm. Khi Kiều lão quay đầu lại có uy thế bức người, Trương đại quan nhân nhất thời định ra chủ ý. Cầm bút lông chấm mực trên nghiêng, một giọt mực nồng rậm từ trên đầu bút lông chảy xuống, rơi xuống ngay trên tấm giấy tuyên thành tinh khiết hoàn mỹ, không đợi giọt mực ấy lan tỏa ra, Trương Dương đã tận tình múa bút, cực nhanh, những dòng chữ to lớn cứng cáp đầy lực xuất hiện ngay trước mắt mọi người. Tâm hữu mãnh hổ tế khứu sắc phi. Tạm dịch, tâm có mãnh hổ nhẹ người tường vi mình dịch bừa đấy gạch dưới. Gạch dưới gạch dưới. Chương 469, tâm có mãnh hổ 3. Trương Dương viết xong dòng chữ này, tất cả mọi người đều giữ im lặng. Chữ thì quả thật viết rất tốt, nhưng mà thằng nhãi này viết những dòng chữ kia rốt cục là có ý gì? Trong lòng Kiều Trấn Lương thầm mắng, thằng nhãi cậu đúng là đồ gây rối mà, ám chỉ lão gia tử của nhà tôi sao? Trong lòng Kiều Mộng Viện lại nói, tính đùa dai của Trương Dương lại tái phát rồi. Kiều lão nhìn dòng chữ kia, lộ ra một nụ cười hiểu ý, tâm hữu mãnh hổ tế khứ sắc phi. Hay cho câu tâm có mãnh hổ mà nhẹ người tường vi, trong lòng mỗi người đều có mãnh hổ, cũng đều có tường vi thuộc về riêng mình, chữ này ta rất thích. Trấn Lương, ta lấy cái này. Kiều Trấn Lương cười nói, cha thích cứ lấy đi. Thấy lão gia tử cười đến hài lòng, ông cũng không toát ra bất cứ vẻ hờn giận gì cả. Trương đại quan nhân âm thầm cười, khả năng mượn hoa kính Phật của bí thư Kiều đã thật sự là được dày công tôi luyện rồi. Kiều Mộng Viện nhân cơ hội nói, cái này là của một thi nhân người Anh phải không? Phiên dịch tiếng Trung ra là Dư Quang Trung, ý cảnh thật sự rất tốt, nhưng mà con không thích. Kiều lão nói, trong lòng mỗi người đều có tồn tại sự quyết đoán của mãnh hổ và sự tinh tế của hoa tường vi, vô luận con là ai, vô luận thân phận của con thế nào, thì cũng không thể quên được sự tồn tại của cái đẹp và quyết đoán, mà mùi hương của hoa tường vi thì thật sự cũng rất tốt, ông ta nhắm hai mắt lại. Tựa hồ như thật sự muốn ngửi lấy mùi thơm của hoa tường vi vậy. Trương Dương nói, tôi chỉ là tiện tay vẽ xấu mà thôi, làm cho mọi người chê cười. Kiều lão nói, đưa mắt ra nhìn khắp giới thư pháp trong nước, tiện tay vẽ xấu mà có thể đạt được cảnh giới như vậy thì cũng không có gặp nhiều. Ông cho Trương Dương 8 chữ đánh giá tuổi trẻ triển vọng, tài trí hơn người. Người có thể khiến cho Kiều lão đưa ra đánh giá cũng không thấy nhiều lắm, lúc đầu khi Kiều Mộng Viện mang Hứa Gia Dũng đến gặp ông. Thì Kiều lão cũng không hề cho hắn bất cứ chữ đánh giá nào. Những người khác rời đi rồi, trong phòng sách chỉ còn lại Kiều lão và Kiều Trấn Lương hai cha con mà thôi. Kiều lão nhìn bức tranh chữ thật lâu trên án thư, thấp giọng nói, thật không ngờ Trương Dương tuổi còn trẻ như vậy mà thật sự có chút bản lĩnh. Kiều Trấn Lương nói, đứa nhỏ này thiếu rèn luyện, nhưng con người rất chính trực. Kiều lão nói, chính trực mới tốt, con người chỉ cần mất đi sự chính trực của mình thì sẽ mất đi bản tính. Kiều Trấn Lương nói, con vẫn không hiểu vì sao hắn lại viết những chữ này. Kiều lão cười ha hả, con hiểu, hơn nữa con nghĩ quá nhiều, Trương Dương rất thông minh, trước khi Trương Dương viết những chữ này đã trải qua suy nghĩ cẩn thận, hắn cho ta một ám chỉ, tuổi trẻ thật là tốt, cái gì cũng dám nghĩ, cái gì cũng dám làm. Tuy rằng suy nghĩ của hắn chưa chắc đã chính xác, nhưng mà tuổi trẻ có thể phạm vào sai lầm của quyền lực, bởi vì bọn họ còn có thời gian hiểu được để có thể cải tà quy chính. Nhưng mà chúng ta thì đã không còn nhiều thời gian rồi. Kiều Trấn Lương cười khổ nói, cha còn trẻ hơn con nữa mà. Kiều lão cười gật đầu nói, tuy rằng con còn trẻ, nhưng mà vị trí của con đã không cho phép con phạm vào sai lầm, đến đời của bằng cử và bằng phi, con ngàn vạn lần không thể quên quản thúc chúng nó, bằng cử còn trẻ mà đã mất đi sự chính trực của mình, trở nên khôn khéo ma lanh, ta không thích. Lòng dạ của bằng phi thì không được, trong những đứa nhỏ này, vừa lòng ta nhất chính là Mộng Viện.
Kiều Trấn Lương cười nói, đều biết cha thương cháu gái nhất mà. Kiều lão nói, nó và Hứa Gia Dũng sao rồi? Nhắc đến chuyện tình cảm cá nhân của con gái, Kiều Trấn Lương không khỏi thở dài nói, nghe thì Duy nói hai người đã hoàn toàn chia tay rồi, nhưng mà hình như Mộng Viện đã sinh ra sợ hãi với tình cảm, trước mặt bọn con đã không còn nhắc đến chuyện tình cảm nữa. Con lo rằng chuyện này sẽ tạo thành đả kích quá lớn với nó. Kiều lão nói, con cháu tự có phúc của con cháu, tình cảm của bọn nhỏ những người làm gia trưởng như chúng ta không có quyền hỏi đến. Lúc đầu Mộng Viện và Hứa Gia Dũng yêu nhau, hai vợ chồng con kiên quyết phản đối, vì sao ta lại ủng hộ cho Mộng Viện? Bởi vì ta tin tưởng Mộng Viện có đủ bản lĩnh, nó là đứa có lý trí nhất trong những đứa cháu của ta tin tưởng nó có thể xử lý tốt chuyện này. Kiều Trấn Lương nói, cha, lúc đầu chúng con sở dĩ phản đối là bởi vì mục đích mà Hứa Gia Dũng tiếp cận Mộng Viện rất rõ ràng, hắn muốn mượn lực lượng của Kiều gia chúng ta. Kiều lão thản nhiên cười nói, lực lượng của Kiều gia? Kiều gia có lực lượng gì? Con đã là quan viên cấp tỉnh rồi, trong lòng lại còn có quan niệm môn phiệt sao? Kiều Trấn Lương thành thật đứng nghe cha dạy dỗ. Kiều lão nói, trong gia đình con đóng vai một người cha, trong chính trị con là người đứng đầu một tỉnh, trường hợp khác nhau phải đóng những vai khác nhau, nhưng lúc nào cũng phải giữ cho ý nghĩ tỉnh táo, nhận thức được vị trí của bản thân. Kiều Trấn Lương cung kính nói, cha, con nhớ kỹ. Ánh mắt của Kiều lão lại một lần nữa nhìn về những dòng chữ trong tranh của Trương Dương, thấp giọng than, tâm hữu mẽ ngổ tế khứ sắc phi. Hay là ta hẳn đã đánh mất tâm chăm sóc cho hoa cỏ của ta? Kiều Mộng Viện có chút kỳ quái nhìn Trương Dương, nói, vì sao lại viết những chữ đó? Trương Dương cười nói, thế nào? Cô nghĩ rằng tôi đang ám chỉ ông nội của cô. Kiều Mộng Viện nói, tôi không biết, cho nên mới hỏi anh. Trương Dương ngoắc ngón tay với cô. Kiều Mộng Viện hướng đầu sát lại gần hắn một chút, thằng nhãi này kề miệng lại gần lỗ tai của Kiều Mộng Viện, nói cô là một đóa hoa tường vi, còn trong lòng tôi có mãnh hổ. Mặt cười của Kiều Mộng Viện trong khoảnh khắc đã đỏ bừng lên, đôi mắt đẹp trừng lên nhìn Trương Dương, chỉ là trong đó không có bất cứ thành phần tức giận nào. Trương Dương cười tủm tỉm nói, nếu như có người hỏi cô có thể giải thích như vậy cho bọn họ nghe. Kiều Mộng Viện không còn biết nói như thế nào. Lý do như vậy làm sao mà giải thích cho người khác nghe? Kiều Mộng Viện nói, anh đó, cái miệng chỉ biết nói bậy, không có chuyện gì không dám nghĩ, cũng không có chuyện gì không dám làm. Trương Dương và Kiều Mộng Viện đã quen nhau lâu, cho nên cũng biết nắm chắc chừng mực của quen nhau, thỉnh thoảng nói đùa thì có thể, nhưng mà không thể quá phận. Kiều Mộng Viện là một người sống bằng lý trí, chỉ cần vượt qua cự ly an toàn thì sẽ kích thích tính cảnh giác của cô. Trương Dương nói, lại nói tiếp lần này tôi cũng không về tay không, Kiều lão cho tôi một bức tranh chữ, tôi dự định lập một bảng hiệu tại công trường sân bay mới, đem những chữ này để lên trên. Nhất định có thể tạo tác dụng xúc tiến cực lớn đối với công tác chiêu thương dẫn tư của chúng tôi. Kiều Mộng Viện nói, thật đúng là có dự tính. Trương Dương cười nói, tôi cũng không phải là suy nghĩ cho bản thân, mà là vì toàn thể dân chúng Giang Thành. Buổi trưa Trương Dương ở lại Kiều gia ăn cơm, cũng đúng như những gì hắn tưởng tượng. Lúc người nhà họ Kiều ăn cơm thì bầu không khí rất nặng nề, có gia trưởng Kiều lão ở đây, không ai dám tùy tiện nói cười cả. Trương đại quan nhân ăn cơm trong sự im lặng, có chút không hiểu vì sao Kiều lão lại muốn giữ mình lại ăn bữa cơm này. Chương 469, tâm có mãnh hổ 4. Lúc Trương Dương cáo từ rời đi, Kiều Mộng Viện và Thì Duy lái xe đưa hắn đến phố, Trương Dương kiên trì xuống xe, hắn chào tạm biệt hai người, nói, hai người trở về đi, đi lâu quá. Người nhà sẽ lo lắng. Thì Duy nói, có cái gì mà lo lắng chứ? Chúng tôi đều đã là người trưởng thành rồi. Trương Dương cười nói, tôi không giống người tốt, lỡ như mà lừa hai người đem đi bán thì đừng có mà hối hận. Thì Duy cười nói, ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng thật ra bản tính của anh không xấu. Cái đánh giá của Thì Duy làm cho Trương đại quan nhân thẹn thùng, chỉ cần được người ta đặt vào vị trí người tốt, còn muốn làm chuyện xấu, thì phải chịu đựng áp lực tâm lý rất lớn. Hắn cảm thán nói, đừng hại tôi thật sự không phải người tốt đâu, người tốt thường thường không sống lâu bằng kẻ xấu. Kiều Mộng Viện nói, tốt xấu chỉ là tương đối, hình tượng của anh trong lòng chúng tôi đã cao như núi rồi, ngàn vạn lần đừng tự hủy hình tượng, cô cũng cất lời hài hước hiếm có của mình lên. Trương Dương cười ha hả, mang túi du lịch trên lưng nhảy xuống xe, đón một chiếc taxi, và từ cửa sổ xe phất tay hẹn gặp lại với hai chị em, sau đó nói, trường Đại học Sư phạm Đông Giang khu Giao Lâm Giác. Trương Dương đến khu Giao Lâm Giác là vì đặc biệt thăm em gái Triệu Tĩnh, cả kỳ nghỉ hè này Triệu Tĩnh đều ở bên ngoài, ngay cả mẹ sinh bệnh, bọn họ cũng không nói cho cô biết,
cô gái nhỏ này ở bên ngoài lâu, nên tâm tính cũng biến đổi luôn. Trên đường đến, Trương Dương gọi điện thoại cho Triệu Tĩnh một cái, Triệu Tĩnh nhanh chóng nghe máy, cô đang ở trong trường học, nghe nói Trương Dương đến Đông Giang, cũng vui mừng không gì sánh bằng, nói anh đến rồi thì tốt quá, em đang ốm đây, cái này có thể cải thiện cuộc sống rồi. Nghe thấy em gái nói vậy, Trương Dương không khỏi bật cười hiểu ý, nói, được, anh ở Đông Giang vài ngày rồi đi, bảo đảm là sẽ làm cho em được vỗ béo. Triệu Tĩnh nói, em còn phải đi học, không có nhiều thời gian ở cùng anh. Trương Dương nói, biết em bận rồi, tối hôm nay có rảnh không? Triệu Tĩnh nhỏ giọng nói, hẹn Đinh Bân đi xem phim, cô biết anh trai không thích Đinh Bân, cho nên khi nhắc đến tên của hắn ít nhiều gì cũng có chút lo lắng. Bây giờ Trương Dương coi như đã nhìn rõ được chuyện tình cảm của Triệu Tĩnh rồi, biết mình cho dù có ngăn cản thì cũng không cản được, còn không bằng cứ thuận theo tự nhiên đi. Triệu Tĩnh là một người trưởng thành, những năm từng trải trong xã hội hẳn là sẽ làm tăng trưởng năng lực phân rõ phải trái. Đinh Bân có đánh để cô giao phó cả đời hay không, cái này cần chính bản thân cô phán đoán. Nghĩ đến đây, Trương Dương rộng rãi nói, kêu hắn cùng đến đi, ăn xong bữa tối thì hai đứa đi coi phim sau. Triệu Tĩnh nói, anh đến đây đón em à? Trương Dương nói, đến trường học nhìn một chút, thuận tiện kiểm tra thành tích học tập của em. Triệu Tĩnh cười hì hì nói, anh nói chuyện càng ngày càng giống một người làm quan. Trương Dương cười nói, chuẩn bị nhanh đi, anh đến nhanh lắm đó. Trương Dương đi đến cửa Đại học Sư phạm Đông Giang, phát hiện ra Triệu Tĩnh và Đinh Bân hai người đã chờ ngoài cửa. Trương Dương từ trong xe taxi đi ra, Triệu Tĩnh có chút kinh ngạc kêu lên một tiếng, anh không lái xe đến. Trương Dương gật đầu nói, không có, đi nhờ xe của người khác đến. Đinh Bân rất sợ Trương Dương từ trong đáy lòng, hắn khiếp đảm kêu lên một tiếng, Trương ca đến. Trương Dương gật đầu nói, đi thôi, đến công ty của em trước, buổi tối ra Vọng Giang lâu ăn, hai người theo hắn lên xe taxi. Triệu Tĩnh hỏi chuyện trong nhà, lúc này Trương Dương mới đem chuyện mẹ mắc bệnh mấy ngày trước nói ra, Triệu Tĩnh có chút áy náy nói, lúc đó bọn em đi Hoàng Sơn, mẹ bị bệnh em cũng không biết, sao anh lại không liên lạc với em. Trương Dương cười nói, là ý của mẹ, mẹ không muốn em lo lắng, dù sao thì cũng không phải là bệnh nặng, bây giờ đã khôi phục rồi. Đinh Bân nói, chờ 11 ngày bọn em đến thăm bác gái. Những lời này làm cho lòng của Trương Dương thoải mái, chứng minh rằng thằng nhóc này đã có thay đổi. Hắn gật đầu nói, 11 đúng lúc đến núi Thanh Thai chơi, phí dụng của hai đứa anh bao. Triệu Tĩnh ôm lấy cái cổ của hắn nói, cảm ơn anh. Ninh Triệu Dũng đang ngồi trong phòng làm việc xử lý công tác, thấy bọn người Trương Dương đến, hắn đứng dậy nói, Triệu Tĩnh, em đến đúng lúc lắm. Hắn đem một sấp biên lai giao ra cho Triệu Tĩnh, giúp anh mang đến bộ nghiệp vụ đi, mấy người vừa mới tuyển kia đều không được, còn kém hơn cả nghiệp vụ của em nữa. Triệu Tĩnh nói, anh Triệu Dũng, vậy có phát tiền thưởng không? Ninh Triệu Dũng cười nói, có, buổi tối anh mời mấy đứa ăn. Ninh Bân và Triệu Tĩnh cùng đi ra ngoài. Ninh Triệu Dũng cười tủm tỉm nhìn bóng lưng của hai đứa nhỏ, nói với Trương Dương, thấy rồi chứ, tình cảm của tụi nhỏ cũng không tồi. Hắn biết Trương Dương có thành kiến đối với em trai mình cho nên không mất thời cơ nói tốt cho bọn họ. Trương Dương cười nói, cậu đừng nói với tôi những cái này, hai đứa phát triển thế nào tôi không xen vào, thái độ của tôi bây giờ là không quan tâm. Ninh Triệu Dũng nói, muốn quan tâm cũng không đến lượt chúng ta hỏi, nhưng mà, năng lực nghiệp vụ của Triệu Tĩnh thật sự rất mạnh, trong lúc nghỉ hè đến công ty của tôi đã giúp đỡ rất lớn. Nếu như nó không phải còn đang đi học, chắc tôi đã lôi nó về đây làm rồi, để cho em nó chạy nghiệp vụ cho tôi. Trương Dương nói, thật hay giả đấy, cậu không phải cố ý nói thế trước mặt tôi chứ. Ninh Triệu Dũng nói, giữa chúng ta là còn cần phải nói mấy lời khách sáo này sao? Hắn chỉ ghế sofa. Mời Trương Dương ngồi xuống, đi đến chỗ tủ lạnh nhỏ, lấy đồ uống ra mời Trương Dương. Trương Dương nói, cho tôi nước chanh đi. Ninh Triệu Dũng lấy chai nước chanh ra ném cho hắn. Trương Dương mở nắp ra uống một ngụm lớn, nói Trần Thiệu Bân ở Đông Giang sao? Ninh Triệu Dũng gật đầu nói, thằng nhãi này gần đây rất là chán nản, cổ phiếu gần đây đang bị tụt giá, hơn 70 triệu cực khổ chuẩn bị toàn bộ đã đi hết, gặp ai cũng làm vẻ mặt cầu xin cả, tôi đang nghĩ buổi tối không gọi cho hắn ra. Trương Dương nói, vì sao không gọi? Ninh Triệu Dũng nói, nếu như cậu gọi hắn ra, thì tối nay chỉ có thể nghe hắn than khổ. Trương Dương cười cười nói, được rồi, kêu đi, niềm vui của chúng ta là thành lập trên nỗi khổ của người khác. Ninh Triệu Dũng nói, nghe nói Lương Thành Long trong chuyện sân bay đã lừa cậu một phen.
Trương Dương thản nhiên nói, làm gì mà nghiêm trọng vậy, con người của hắn chỉ là hơi thực tế một chút thôi. Mà lúc ấy đầu tư của tỉnh vẫn chưa có chứng thực, hạng mục sân bay mới Giang Thành có thể nói là bốn bề là địch, làm ăn là làm ăn, nhưng không thể xử trí theo tình cảm được. Hắn không thể lấy công ty và tiền đồ của mình ra mạo hiểm với tôi cũng không trách hắn. Ninh Triệu Dũng nói, sau khi trở về hắn có nói qua chuyện này với tôi, nói là ngại ngùng khi gặp cậu. Trương Dương cười nói, có cần phải nghiêm trọng vậy không? Trở về tôi sẽ gọi cho hắn, kêu hắn buổi tối nay đến. Chương 470, lời nói dối chân thật một. Từ sau khi Lương Thành Long đột nhiên bỏ quyền cạnh tranh trong sân bay mới Giang Thành, thì cũng đã ít liên hệ với Trương Dương luôn rồi, sau này chuyên gia tài chính của tỉnh được dùng để ủng hộ chính cho sân bay mới Giang Thành. Lương Thành Long mới ý thức được việc Lâm Trận bỏ chạy đã làm cho hắn mất đi một cơ hội tốt, hắn không khỏi cảm thấy hối hận, lại thấy không còn mặt mũi nào gặp Trương Dương, cho nên trong khoảng thời gian này hắn cũng không dày mặt không biết tốt xấu chủ động liên hệ với Trương Dương. Trương Dương có chút bất mãn với biểu hiện lần trước của Lương Thành Long, nhưng mà trong chuyện gọi thầu cho sân bay mới, Trương Dương là người thắng cuối cùng, làm kẻ chiến thắng, tâm tính đương nhiên trở nên rộng rãi, hắn dùng ánh mắt của kẻ chiến thắng nhìn Lương Thành Long. Cảm giác lớn nhất chính là Lương Thành Long thông minh đã bị thông minh hại, một người không có can đảm, một người không dám đi phiêu lưu mạo hiểm, thì bỏ mất thành công cũng không phải là ngẫu nhiên, vô luận là Trương Dương thừa nhận hay phủ nhận. Thì quan hệ của hắn và Lương Thành Long cũng bởi vì chuyện này mà bị ảnh hưởng rất lớn, muốn khôi phục lại cái kiểu không có gì phải giấu nhau như lúc trước hiển nhiên là không có khả năng rồi. Tối hôm đó ở Vọng Giang Lâu, đám bạn bè cũ hội tụ lại, Viên Ba, Đinh Triệu Dũng, Lương Thành Long, Trần Thiệu Bân, Đinh Bân, Triệu Tĩnh, Trương Dương, còn có Cố Giai Đồng đã đáp ứng lời mời mà đến. Cố Giai Đồng vốn không muốn đến, tuy rằng cô rất muốn gặp mặt Trương Dương, nhưng mà cô sợ người khác nói xấu, sợ người khác đâm chọt về mối quan hệ của bọn họ. Gọi điện cho Cố Giai Đồng không phải là Trương Dương, mà là Đinh Triệu Dũng. Trong công việc của Đinh Triệu Dũng có một số chuyện cần nhờ cô giúp đỡ, cho nên mượn cơ hội này gọi cô ra luôn. Tối nay Đinh Triệu Dũng làm chủ. Hắn kêu em trai Đinh Bân đứng dậy rót rượu. Trần Thiệu Bân gần đây bởi vì cổ phiếu tụt giá cho nên tinh thần uể oải không vui nổi, nhìn thấy Trương Dương, liền vỗ vỗ vai của hắn, nói, người anh em, bây giờ tôi rất là phiền muộn, tối hôm nay cậu phải uống với tôi một bữa thật say. Trương Dương cười nói, ngày hôm nay tôi không thể uống nhiều được, hai ngày trước uống dữ quá, dạ dày bị chảy máu rồi. Trong đôi mắt đẹp của Cố Giai Đồng nhất thời toát ra ánh mắt thân thiết khẩn trương. Nhẹ giọng nói, bạn bè gặp nhau không nhất định là phải uống say, uống tùy ý, cảm thấy đến điểm là được rồi, ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng, uống nhiều cũng không có tốt cho thân thể đâu. Người ở đây ai cũng có nghe có thấy về quan hệ của Cố Giai Đồng và Trương Dương, lúc trước Lương Thành Long còng bởi vì chuyện này mà gây ầm ĩ với Trương Dương nữa chứ, nhưng mà trời đã đổi rời rồi, hiện tại cũng chẳng ai đem chuyện này ra nói cả. Lương Thành Long nói, Cố Tổng nói đúng, chúng tôi làm ăn cả ngày không ngừng uống rượu. Đó là do bất đắc dĩ, buôn bán kiếm tiền nên phải uống, còn bạn bè gặp mặt lẫn nhau, nên tùy ý, muốn uống nhiều thì uống nhiều, uống ít thì uống ít, ngàn vạn lần đừng liều mạng với rượu. Trần Thiệu Bân nói, Lương Tổng sinh ý kiêu ngạo, khẩu khí nói chuyện cũng không giống lúc trước. Lương Thành Long nghe ra vẻ trào phúng tràn ngập trong lời nói, hắn nhíu mày không nói gì cả, từ sau chuyện của Lê San San, quan hệ của Trần Thiệu Bân và hắn đã bắt đầu xuất hiện vết nứt rồi. Tại Lam Ma Phương lúc Trần Thiệu Bân và Kiều Bằng Phi xảy ra xung đột, lập trường của hắn đã làm cho quan hệ của hai người một lần nữa trở nên quyết liệt. Bây giờ tuy rằng đã cải thiện rất nhiều, nhưng mà dù sao cũng không khôi phục lại được như trước nữa. Ninh Triệu Dũng sợ hai người bọn họ lại gây ra xung đột gì nữa, liền cười nói, nào, hiếm khi nào chúng ta tề tụ đông đủ như vậy, cùng nhau uống rượu thôi, hoan nghênh Trương Dương đến. Trần Thiệu Bân nâng ly lên nói, hoan nghênh thị trưởng Trương đến Đông Giang chỉ đạo công táo. Trương Dương cười nói, cậu nói chuyện không sợ bị cắn trúng lưỡi hả, tôi chỉ là một cán bộ cấp phó xử nho nhỏ, cũng không dám đến Đông Giang chỉ đạo công tác cái gì cả. Trần Thiệu Bân nói, tuy rằng cấp bậc hành chính của cậu là cấp phó xử, nhưng mà ai chẳng biết bây giờ cậu quyền cao chức trọng chứ, chỉ huy hiện trường sân bay mới Giang Thành, nắm giữ quyền sinh sát công trình trọng điểm của Bình Hải trong tay, công trình mười mấy tỷ cũng phải thông qua cái gật đầu của cậu. Còn ai có thể uy phong hơn cậu? Viên Ba nói, lời này nói không sai, con đường làm quan của thị trưởng Trương càng ngày càng thuận. Cố Giai Đồng tuy rằng không nói gì, nhưng trong mắt nhìn về hướng Trương Dương lại tràn ngập niềm vui và tự hào. Trương Dương ở trên chính đàn đạt được bất luận thành tích gì,
thì Cố Giai Đồng cũng sẽ cảm thấy kiêu ngạo vì hắn. Lương Thành Long vì xấu hổ cho nên không dám nói chen vào, dù sao thì hắn cũng có hành động đào binh bỏ trốn trong hạng mục sân bay mới này, chỉ là Trần Thiệu Bân tựa hồ như không quan tâm đến điều đó. Hắn quay sang cười nói với Lương Thành Long, nghe nói Lương Tổng chủ động từ bỏ cạnh tranh hạng mục sân bay mới, cơ hội tốt như vậy mà không biết dùng, thật là đáng tiếc. Lương Thành Long cười xấu hổ, nói, liên quan đến phương hướng kinh doanh của công ty, tôi không thể quyết định một mình được. Trần Thiệu Bân nói, cậu nói không được thì còn ai nói? Lẽ nào trong công ty Phong Dụ còn có người khác nói chuyện sao? Ninh Triệu Dũng cười hòa giải nói, chuyện làm ăn, mỗi người đều có quyết định riêng của mình cả, chúng ta uống rượu, đừng nói chuyện làm ăn nữa. Trần Thiệu Bân nói, vậy nói tình cảm đi, Lương Tổng, tôi nghe nói cậu trong hạng mục cảng nước sâu của Nam Tích, đã cùng hợp tác với Hà Trường An, lần này nhất định có thể kiếm không ít. Sắc mặt của Lương Thành Long đã thay đổi. Trần Thiệu Bân có ý định làm cho hắn mất mặt ngay trước mặt của nhiều người đây mà, hắn buông ly rượu xuống nói tôi không muốn bàn chuyện làm ăn ở đây. Trần Thiệu Bân nói, cậu là một người làm ăn, ngoại trừ làm ăn ra thì cậu còn biết cái gì? Nói tình cảm, cậu xứng sao? Lương Thành Long tức giận chỉ vào mặt của Trần Thiệu Bân nói, Trần Thiệu Bân, mày có ý gì? Lương Thành Long tao rốt cục đã đắc tội mày ở chỗ nào hả, mỗi lần gặp là mày lại chống đối tao. Tao vẫn luôn chịu đựng. Bởi vì tao quý trọng tình bạn của mọi người, cho nên xem mày là bạn. Trương Dương nói, làm gì vậy, hình như hôm nay tôi mới là khách đấy, hai người sao vừa gặp mặt lại cãi nhau rồi, không phải là cố ý làm mất mặt tôi đấy chứ. Trần Thiệu Bân nói, Lương Thành Long, tao nhìn thấy mày là không vừa mắt rồi, lúc trước bọn tao xem mày là anh em, là bạn bè, mày nhìn xem những chuyện mày làm đi, mày vì muốn có quan hệ với Hà Trường An. Em Lê San San giới thiệu cho ông ta làm tình nhân, mày vì nịnh bợ anh em Kiều Bằng Cử Kiều Bằng Phi, tình bạn nhiều năm của chúng ta mà mày cũng không để ý đến, cạnh tranh sân bay mới Giang Thành, mày thấy có lợi liền mò mẩm chạy đến, Trương Dương coi mày là anh em, ra sức giúp mày nhập cuộc, chỉ là mày lại dở chứng. Đến thời điểm mấu chốt thì chém cho Trương Dương một đao, con mẹ nó mày còn không biết xấu hổ nói đến hai chữ bạn bè sao. Lương Thành Long bị Trần Thiệu Bân nói trúng tim đen ngay trước mặt mọi người. Thẹn quá hóa giận, Trần Thiệu Bân, chuyện của Lê San San mà mày không có năng lực, chuyện Lam Ma Phương cũng là do mày tự chuốc lấy khổ, có thua tiền cũng là đáng đời. Chương 470, lời nói dối chân thật 2. Trần Thiệu Bân cả giận nói, mày thối lắm, tao không có năng lực, nhưng tốt xấu gì tao cũng biết cái gọi là liêm sỉ, không bán bạn cầu vinh. Lương Thành Long chụp lấy chai rượu vọt đến hướng của hắn, Trần Thiệu Bân cũng đứng bật dậy, định lật bàn lên đánh lại. Ninh Triệu Dũng và Trương Dương hai người vội vàng tiến ra cản hai người bọn họ lại, Trương Dương cười khổ nói, tôi nói hai người có phải là mắc bệnh hay không? Vừa gặp mặt đã liều chết. Lương Thành Long oán hận nói, tôi đi, tôi biết mình không được hoan nghênh, không ở đây làm chướng mắt mọi người. Trương Dương nói, Thành Long, đều là bạn bè cả, cần gì phải như vậy? Lương Thành Long nói, Trương Dương, tôi hiểu, tôi có lỗi với cậu, tôi thiếu nợ cậu, sau này tôi sẽ trả, nhất định sẽ trả. Trần Thiệu Bân, con mẹ mày nghe rõ cho tao, tao không phải hèn nhát. Trần Thiệu Bân cười nhạt nói, mày đi tìm Hà Trường An mà nói. Lương Thành Long xoay người rời đi. Viên Ba vội đuổi theo cùng hắn. Mọi người trên bàn đều nhìn chằm chằm vào Trần Thiệu Bân. Trần Thiệu Bân nói, nhìn chằm chằm tôi làm gì? Tôi nói có một hai câu mà cũng oán giận sao? Ninh Triệu Dũng nói, Thiệu Bân, chúng ta là bạn bè nhiều năm, cậu cần gì phải làm vậy, ai mà không có lòng ích kỷ. Cho dù hắn có làm sai, thì chúng ta cũng không thể dùng một gậy đánh chết được, dù sao thì cũng phải cho hắn cơ hội sửa đổi chứ. Trần Thiệu Bân nói, làm sai một lần cho hắn cơ hội, làm sai hai lần cũng cho hắn cơ hội, chỉ là con người của hắn luôn luôn phạm vào sai lầm. Các người biết không, Lâm Thanh Hồng đã chính thức đưa đơn ly hôn với hắn ra tòa án rồi. Trương Dương nói, cái này có liên quan gì đến cậu? Chuyện nhà người ta muốn thế nào thì kệ người ta. Trần Thiệu Bân nói, hắn căn bản không phải là một thằng đàn ông, con trai của Diêm Quốc Đào lái xe đụng trúng hiệu trưởng Trang, bọn họ đến thanh toán tiền thuốc men, lúc đó Lương Thành Long còn biểu hiện ra rất ghê gớm, chỉ là ngay sau đó hắn lại đem số tiền này trả lại, còn không phải là vì sợ đắc tội với Diêm Quốc Đào sao, Lâm Thanh Hồng biết chuyện này đương nhiên không chịu bỏ qua, cái này không phải là vấn đề tiền bạc, mà là vấn đề nguyên tắc làm người. Trương Dương nhíu nhíu mày. Lúc trước là hắn ra tay khiến cho con trai của bí thư trưởng tỉnh ủy Diêm Quốc Đào Diêm Phi ra mặt nhận lỗi,
không ngờ đến cuối cùng Lương Thành Long lại giấu mọi người làm ra chuyện này sau lưng. Nếu như những lời mà Trần Thiệu Bân nói đều là sự thật, vậy thì Lương Thành Long quả thật cũng làm quá thất vọng rồi, Lâm Thanh Hồng chính thức ly hôn cũng có thể hiểu được. Ninh Triệu Dũng nói, Thiệu Bân, cậu làm sao mà biết được? Trần Thiệu Bân nói, Lâm Thanh Hồng nói cho tôi biết, cô ta còn đặc biệt dặn tôi đừng nói cho các người biết, mẹ kiếp, tôi nghẹn đến sắp chết rồi đây, các người nói xem, Lương Thành Long sao lại trở nên dối trá như vậy? Trương Dương nói, hắn thay đổi, cậu cũng thay đổi, gần đây cậu rất là nóng tính, xem ra cũng đền không ít trong thị trường chứng khoán rồi. Trần Thiệu Bân nói, cậu không biết nên không hiểu được đâu. Trần Thiệu Bân và Lương Thành Long gây chuyện như thế, tất cả mọi người mất đi hứng thú tiếp tục ngồi xuống, thế là Triệu Tĩnh và Đinh Bân lặng lẽ trốn đi xem phim. Cố Giai Đồng cũng đứng dậy ra về, Trương Dương giả bộ ngồi thêm chừng 10 phút nữa, sau đó cũng mượn cớ nói là mệt mỏi, trở về khách sạn nghỉ ngơi trước. Cố Giai Đồng sau khi rời đi liền ngồi trong chiếc xe ben chờ Trương Dương, thấy dáng người của hắn xuất hiện ngoài ô tô, không khỏi lộ ra một nụ cười ngượng ngùng, Trương Dương vừa mở cửa xe ngồi vào trong. Cố Giai Đồng đã thả người đến ngực, Trương Đại Quan Nhân ôm lấy thân thể ôn hương mềm mại vào lòng. Lúc Trương Đại Quan Nhân đang chuẩn bị hôn một cái nồng nhiệt triền miên thật sâu, thì Cố Giai Đồng lại nhẹ nhàng giãy ra, nói, không nên ở chỗ này, có rất nhiều người. Trương Đại Quan Nhân lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại, Cố Giai Đồng cười cười, xa xa quả nhiên có bóng người đi đến, cô khởi động xe, nói, chúng ta bây giờ đi xem phim nha. Trương Dương nói, được, chị kêu em làm gì thì em làm cái đó. Cố Giai Đồng cười nói, sao lúc này lại ngoan như vậy? Trương Dương nói, trước mặt của chị em đều rất ngoan. Cố Giai Đồng nói, ở Giang Thành gây không ít chuyện phải không? Nghe nói em đập kim toa của Vương Quân Giao, chuyện này thật là chấn động. Trương Dương cười nói, chuyện tốt không ra cửa chuyện xấu truyền khắp nơi. Cố Giai Đồng nhỏ giọng nói, cha chị cũng đã biết, còn khen em đập rất hay. Trương Dương nói, xem ra bí thư Cố cũng không thích Vương Bá Hành. Cố Giai Đồng nói, cha chị về hưu, cũng lời quản chuyện của chính đàn, cô lái xe quẹo qua một góc đường đi đến quảng trường thời đại, chiếc ô tô dễ dàng đi vào bãi giữ xe ngầm của rạp chiếu phim. Cố Giai Đồng dừng xe xong, liền tìm cái mũ đội vào. Trương Dương không khỏi cười nói, sao vậy? Sợ gặp phải người quen. Cố Giai Đồng nói, để phòng ngừa vạn nhất thôi, chị sợ tạo thành phiền phức cho em. Trương Dương ôm lấy eo nhỏ của cô, hôn một cái lên mặt cười của cô. Trong lòng không khỏi cảm động không nói nên lời, với gia thế và điều kiện của Cố Giai Đồng, căn bản là không cần phải làm ủy khuất bản thân như vậy. Trương Dương thấy mình có chút ích kỷ, trong phương diện tình cảm cũng không cho Cố Giai Đồng được cái gì nhiều cả. Cố Giai Đồng tựa hồ cũng biết được trong lòng hắn đang suy nghĩ gì đó, ôm lấy cánh tay của hắn, tựa đầu vào vai rộng của hắn, nhẹ giọng nói chị lựa chọn, chị rất hạnh phúc. Trương Đại Quan Nhân hứa hẹn, em nhất định sẽ cho chị hạnh phúc. Hai người từ trong thang máy đi vào trong rạp chiếu phim, Trương Dương mua vé, bây giờ đang chiếu một bộ phim nổi tiếng của Mỹ là Lời Nói Dối Chân Thật, đạo diễn, James Cameron diễn viên, Arnold Schwarzenegger sản xuất, 20th Century Fox, Lightstorm. Cố Giai Đồng đứng xa xa chờ ở một bên, tình cảm của bọn họ không thể lộ ra ngoài ánh sáng được, chỉ khi nào đi vào bóng tối, thì mới có thể biểu đạt ra không chút cố kỵ. Trước sau cùng đi vào rạp chiếu phim, trong bóng tối. Cố Giai Đồng ôm lấy cánh tay của Trương Dương, ôm lấy thân thể của hắn. Trong rạp chiếu phim cũng có rất ít người, hai người tìm một góc hẻo lánh ngồi xuống. Trương Dương kéo tay vịn giữa hai ghế ngồi lên, Cố Giai Đồng nằm trong lòng hắn, bởi vì vào giữa chừng, cho nên trên màn ảnh hiện ra cảnh giao chiến kịch liệt. Trương Dương tháo mũ lưỡi chai của Cố Giai Đồng xuống, vuốt ve mái tóc trơn mềm của cô, cúi đầu, môi của hai người kề sát vào nhau, không cần bất cứ lời lẽ ngôn từ nào. Một nụ hôn nồng cháy đã xuất hiện trong âm thanh của súng đạn và tiếng nổ. Nội dung đặc sắc của bộ phim cũng không thể hấp dẫn sự chú ý của Trương Dương, tay của thằng nhãi này đang chăm chú vuốt ve thân thể mềm mại mê người của Cố Giai Đồng. Có thể là bởi vì do hoàn cảnh, cho nên Cố Tiểu Thư bị thằng nhãi này đùa giỡn làm cho nhiệt độ thân thể tăng lên, thân thể mềm yếu vô lực, tựa lên trên người của hắn, căn bản là không thấy rõ trên màn ảnh đang chiếu cái gì. Trương Dương bỗng nhiên nói, cơ ngực thật là ghê gớm. Cố Giai Đồng bị hắn vuốt ve làm cho tình mê ý loạn, đột nhiên lại nói ra một câu làm cho cô cảm thấy phong cảnh bị hủy vậy, cắn lỗ tai của Trương Dương một cái, nhỏ giọng nói, lớn. Còn lớn hơn so với chị sao? Trương Đại Quan Nhân trả lời câu hỏi của Cố Tiểu Thư rất là chuyên nghiệp, người ta là cơ thể, còn chị là tổ chức tuyến thể,
nói đến xúc cảm, nhất định là của chị tốt hơn. Cố Giai Đồng mặt đỏ ửng lên đánh hắn một cái, lôi bàn tay to ghê tởm của hắn ra khỏi người, nhìn lướt qua màn hình, thấy được cơ ngực săn chắc to lớn của Ano. Chương 470, lời nói dối chân thật 3. Phim ảnh quả là không tồi, tự nhiên có thể làm cho Trương Đại Quan Nhân tìm được sự đồng tình, hắn ta cũng có thân phận hai mặt, bên ngoài là phó thị trưởng thành phố Phong Trạch, bên trong lại chính là nhân viên tình báo của quốc an, nhìn thấy Ano uy phong lẫm liệt đại sát bốn phương. Trương Đại Quan Nhân không khỏi nhớ đến lúc mình ngang dọc sống mái tại châu Âu, thật ra ở tận sâu trong nội tâm của hắn cũng rất thích kiểu truy đuổi và máu lửa này. Cố Giai Đồng không có mấy hứng thú với loại phim bạo lực bắn nhau như vậy, có thể là vì trả thù Trương Dương, cho nên hành động quấy rầy của cô mượn sự yểm hộ của bóng tối mà được triển khai toàn diện. Cơ ngực của Trương Đại Quan Nhân cũng không nhỏ, bàn tay nhỏ bé của Cố Tiểu Thư vừa vuốt ve cơ ngực kiên cố của hắn vừa khen cảm giác của em cũng không tồi. Trương Dương thấp giọng cười cười, hôn một cái lên môi của Cố Giai Đồng, nhỏ giọng nói, sao lại trở nên háo sắc như vậy, giống như một tiểu thư cách chỉ những cô gái phục vụ ABC. Tay của Cố Giai Đồng rơi xuống giữa hai chân của Trương Dương, không ngừng trêu chọc cây cần gạt số của Trương Đại Quan Nhân, cô nhẹ giọng nói, chỉ háo sắc với một mình em thôi, chỉ làm tiểu thư cho một mình em. Sau khi coi hết phim, Trương Đại Quan Nhân ý thức được, lập tức sẽ ôm mộng uyên ương với Cố Giai Đồng. Nhưng mà Cố Giai Đồng lại nói là đói bụng, bữa tiệc tối nay đã bị Trần Thiệu Bân và Lương Thành Long phá vỡ, cho nên bọn họ cũng không có ăn cái gì nhiều cả. Cố Giai Đồng mang Trương Dương đi đến một quảng trường mỹ thực gần đó ăn khuya, Đông Giang là thành phố cấp tỉnh, cuộc sống về đêm cũng rất phong phú, tuy rằng đã là 11 giờ đêm, nhưng trên đường đi cũng có rất nhiều người qua lại, náo nhiệt vô cùng. Cố Giai Đồng gọi một vài món ăn, đặc biệt kêu cho Trương Dương một phần rắn sông, hai người còn gọi thêm một chai rượu. Và trụng đầu vào nhau chàng chàng thiếp thiếp rất là âu yếm. Trương Dương nói, đừng làm long trọng như vậy, chúng ta ăn tùy tiện một chút rồi trở về, làm chính sự quan trọng hơn, thằng nhãi này ở trong rạp chiếu phim đã bị Cố Tiểu Thư làm khơi dậy lửa lòng, lúc này đã có cảm thấy thằng em nó đang phản đối dữ dội. Cố Giai Đồng nhìn quyến rũ hắn một cái, nhỏ giọng nói, em không biết rượu có thể giúp hưng phấn sao. Trương Dương nói, em không cần trợ hứng. Cố Giai Đồng nói, chị không muốn bị đói bụng. Trương Dương nói, chị kêu em uống rượu, mà lại để cho chị tỉnh táo, con người của em mà uống rượu vào thì sẽ tương đối thô lỗ đấy. Cố Giai Đồng nhỏ giọng nói, chị không sợ. Hai người cứ nói qua nói lại âu yếm đường mật như vậy, trong lúc uống rượu, thì thấy xa xa có một người đang đi tới, cười nói, sao trùng hợp quá vậy, chủ nhiệm Trương, Cố Tiểu Thư, hai người cùng nhau ăn đêm à. Trương Dương nhìn theo tiếng nói, thấy Chu Vân Phàm đang tươi cười đi đến, hắn đứng dậy cười nói, Lạp Tư. Sao không về Ấn Độ, dự định thường trú tại Trung Hoa luôn sao? Chu Vân Phàm cười ngượng ngùng, hắn lôi cái ghế đến bên cạnh bọn họ, ngồi xuống nói, quảng trường mỹ thực này là do tôi mở. Trương Dương và Cố Giai Đồng nhìn nhau, không ngờ rằng thằng nhãi này cũng bắt đầu mở rộng làm ăn ở trong nước. Trương Dương nói, anh không phải là mở công ty điện ảnh sao? Chu Vân Phàm nói, công ty điện ảnh đã mở, quảng trường mỹ thực cũng mở. Kế hoạch năm nay của tôi là mở rộng ra trước ở 11 tỉnh thành trong nước, sau đó sẽ bao trùm lên tất cả các thành phố lớn trong nước, hình thành một hệ thống thương hiệu của tôi. Trương Dương cũng không có bất luận hứng thú gì với hùng tâm tráng trí của gã cả, mỉm cười nói, anh và Vương Chuẩn hợp tác thế nào rồi? Chu Vân Phàm nói, đã đầu tư cho một bộ phim võ hiệp rồi, nói là tháng 10 này quay, không nói gạt cậu, tôi không quen thuộc với điện ảnh, cho nên trong công ty điện ảnh chỉ là một cái vỏ trống. Trương Dương cười nói, cuối cùng anh cũng nói được một lời thật. Chu Vân Phàm cười cười với Cố Giai Đồng, công ty thuốc của Cố Tiểu Thư quả thật đúng là làm hâm mộ, có cần đầu tư hay không, tiền của tôi cũng đang nhàn rỗi, bây giờ gã đúng là đang cần chỗ để xài tiền mà. Cố Giai Đồng cười nói, cái miếu của công ty thuốc chúng tôi nhỏ quá, không thể chứa được Bồ Tát lớn như anh. Chu Vân Phàm là một thương nhân có lai lịch không tốt, từ trước đến giờ cô thấy đều chỉ tránh ra xa. Chu Vân Bàn biết Cố Giai Đồng không muốn hợp tác với mình, cho nên cười ha hả cho qua. Trương Dương nói, nếu như tiền của anh thật sự nhàn rỗi, tôi chỉ cho anh một con đường. Chu Vân Phàm nói, cậu nói về hạng mục sân bay mới sao? Trương Dương nói, đó là công trình chính phủ, anh vào gây thêm loạn làm gì? Chu Vân Phàm có cảm giác như bị thằng nhãi này làm nhục, nói, bây giờ tôi là một thương nhân thuần khiết đấy. Thương nhân Ấn Độ, Trương Dương nhấn mạnh. Thương nhân Ấn Độ thì sao nào? Chẳng lẽ bây giờ còn kỳ thị chủng tộc sao?
Trương Dương cười nói, tôi thì không có kỳ thị anh, nhưng công trình chính phủ có yêu cầu nghiêm ngặt về thẩm tra chính trị, mà như anh thì không phù hợp với tiêu chuẩn. Nhưng mà, nếu như anh thật sự muốn kiếm chỗ tiêu tiền, tôi có một đề nghị cho anh. Chương 470, lời nói dối chân thật 4. Chu Vân Phàm cảm thấy hứng thú nhìn Trương Dương, kề sát lại Trương Dương một chút. Trương Dương nói, chúng tôi tại sân thương nghiệp của Nam Lâm tự có xây một tòa nhà, lúc trước thuộc về Kim Toa, bây giờ đã bị chính phủ thu hồi lại, chuẩn bị xây dựng nó thành khu vực liên lạc với sân bay mới, nhưng mà chúng tôi cũng không dùng hết một chỗ lớn như vậy, nếu như anh có hứng thú thì có thể đầu tư vào. Trong mắt của Chu Vân Phàm hơi chuyển một chút, gã là một con cáo giả rất khôn khéo, biết Trương Dương sẽ không vô duyên vô cớ dâng tiện nghi cho gã chiếm. Suy nghĩ một chút rồi nói, cậu nói cái Kim Toa đó chính là sản nghiệp của Vương Quân Giao sao? Trương Dương nói, quá khứ thôi, bây giờ thuộc về chính phủ Giang Thành chúng tôi. Chu Vân Phàm nói, cậu đừng lừa tôi, chuyện cậu đập Kim Toa dùm beng như vậy ai mà chẳng biết, Vương Quân Giao là một người lợi hại, cái ao nước đục này tôi không tranh đâu, người Ấn Độ như tôi thì không cần phải chọc vào phiền phức gì cả, chọc giận bà ta, thì anh trai của bà ta phái mấy tên công an đến gây chuyện với tôi. Thì lúc đó tôi sẽ không sống yên đâu. Cố Giai Đồng nghe xong cũng không nhịn được cười. Trương Dương nói, dù sao thì anh cũng là người nước ngoài, bối cảnh sạch sẽ, sợ cái gì? Chu Vân Phàm nói, chủ nhiệm Trương, cậu không chiếu cố cho tôi thì tôi, nhưng đừng có lôi tôi ra làm bia đỡ đạn. Gã đứng dậy cười nói, không làm phiền hai người ăn uống nữa, tối nay ăn cái gì đều tính cho tôi. Trương Dương và Cố Giai Đồng nhìn bóng lưng dần rời đi xa của Chu Vân Phàm, đồng thời lắc đầu. Cố Giai Đồng nói, con người này có tiếng là kẻ dối trá, chuyện phiêu lưu mạo hiểm gì hắn cũng không dám làm đâu. Trương Dương cười nói, em không thấy có gì gọi là phiêu lưu mạo hiểm cả, Vương Quân Giao thật sự lợi hại như vậy sao? Cố Giai Đồng nói, cái tính của em là thích gây chuyện, con người của Vương Quân Giao không có đơn giản đâu, bà ta ở nước Mỹ làm ăn rất lớn, vẫn luôn làm trong ngành giải trí, làm cái ngành nghề này có quan hệ mật thiết với xã hội đen. Một người phụ nữ với hai bàn tay trắng như bà ta đến nước Mỹ, trong vòng vài chục năm mà có thể phát triển đến tình trạng này, cũng không dễ dàng. Trương Dương nói, em cuối cùng luôn cảm thấy người đàn bà này rất kỳ quái, đột nhiên xuất hiện, đột nhiên mở cửa làm ăn trong nước, hơn nữa anh trai của bà ta là Vương Bá Hành, thế mà bà ta lại mở một hộp đêm không chút cố kỵ nào cả, lẽ nào căn bản là không suy nghĩ rằng như vậy sẽ mang đến ảnh hưởng cho Vương Bá Hành sao? Còn nữa, vì sao bà ta lại chọn Giang Thành chứ? Cố Giai Đồng nói, trong việc làm ăn mỗi người đều có phương pháp của mình, lựa chọn mở hộp đêm đại khái là bởi vì bà ta ở nước Mỹ vẫn luôn làm cái nghề này, về phần vì sao bà ta lại chọn Giang Thành, như vậy thì không biết rồi. Sáng sớm hôm sau ánh sáng từ khe hở của rèm cửa sổ chiếu vào bên trong, Cố Giai Đồng rót rén bỏ xuống giường, kéo rèm cửa sổ lại, mở cửa sổ ra một ít, để cho không khí trong lành đi vào trong phòng. Trương Dương vẫn còn đang ngủ say. Hắn hiển nhiên là có chút mệt mỏi, Cố Giai Đồng mặc áo sơ mi của hắn, đôi chân thon dài nhẹ nhàng dẫm đi trên thảm, cô sợ tiếng động sẽ làm Trương Dương giật mình tỉnh dậy trong giấc ngủ say. Sau khi rửa mặt trở lại giường, ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của Trương Dương, khóe môi của Cố Giai Đồng hiện ra một nụ cười vui mừng, cô rõ ràng cảm nhận được sự mệt mỏi của Trương Dương, người trong quan trường thì thân thể và tinh thần suốt ngày đều bị vây trong trạng thái khẩn trương, cô nhẹ nhàng vuốt ve thái dương của Trương Dương. Bàn tay to của Trương Dương nắm lấy tay nhỏ của cô, kề sát lên trên mặt mình, nhưng con mắt thì vẫn nhắm. Cố Giai Đồng cúi xuống khẽ hôn lên trên trán của hắn một cái. Trương Dương mở mắt ra, cười ngây thơ giống như một đứa nhỏ. Cười cái gì? Cố Giai Đồng nhỏ giọng nói. Trương Dương nói, tối hôm qua em tự nhiên ngủ. Cố Giai Đồng gật đầu nói, chị đi tắm ra thì thấy em đã ngủ, ngủ y như một con lợn chết. Trương Dương kéo cô vào trong lòng. Thấp giọng nói, tối hôm qua chúng ta không có làm cái gì cả. Cố Giai Đồng cười nói, khó có được một buổi tối nào mà em thành thật cả, có phải là gần đây làm việc rất mệt mỏi không? Ngón tay của Trương Dương bắt đầu không an phận, đi chọc ghẹo vùng ngực của Cố Giai Đồng. Cố Giai Đồng nhăn cái mũi đáng yêu lại, nói, ngày hôm nay chị hẹn với bạn đi dạo bị muộn rồi. Trương Dương nói, em làm sao bây giờ? Cái gì mà em làm sao bây giờ? Cố Giai Đồng biết rõ rồi nhưng vẫn cố hỏi. Trương đại quan nhân kéo tay của cô đặt lên một chỗ đang bành trướng của mình. Mặt ngọc của Cố Giai Đồng đỏ lên, đôi bàn tay trắng như phấn đánh nhẹ lên ngực của hắn, ai kêu tối hôm qua em ngủ chi. Trương đại quan nhân nghỉ ngơi một đêm làm cho hùng phong tái khởi, nghiêng người đặt Cố Giai Đồng xuống dưới,
xốc quần áo lên, thân thể kề sát lên trên cơ thể mềm mại trắng mịn của Cố Giai Đồng. Cố Giai Đồng vừa cười vừa giãy giụa, rốt cục cũng không chống lại Trương Dương đầy sức lực. Theo tiếng kêu khẽ của cô, đôi mắt xinh đẹp khiến cho người ta không hít thở nổi chăm chú cuốn thân thể của Trương Dương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 470.